chị cứ like thôi. Có bữa mua 11 giờ like đâu người. Ok. Để đó Huyền ơi. Á cha chút xe thường. Thiệt với cái áo nó còn nhiều màu vàng, nó trang xuống bán tặng không đủ bán combo đâu. Chúc ạ con ạ. Dạ dạ chúc cứ ok. Dạ nha Trang. Dạ chúc. Dạ. Rồi chúc cái lá view cho con đi. Dạ, dạ dạ. Alo. Em nghe đây chị ơi. Thì em đang like, cái gì chị ơi, xíu nữa chị gọi. Hello, hello, hello cả nhà nha. Thôi đi bà con ơi. Còn mấy cái áo thì chị coi ở size gì cho em lên bán tặng đi. Tại vì giờ nó không có đủ. Nó đủ bán combo đâu, bán tặng, bán lẻ ra cũng được. Bán tặng người cá hai cái đi. Mang cho vui, mà đẹp. Vô thôi. À, rút ra luôn cho em đi. Trời ơi, chị để cái bàn này, để cái bàn này dùng đây em cuốn cho em khỏe nè. Lên thôi. Hello, hello cả nhà nha. Hello chị Sương Thu, hello chị Cường Kiên. Ai vô rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên á. Hết rồi chị Ngọc Linh ơi. Hết nha. Cái này không chọn màu đi chị. Còn size M. Size M. Chủ yếu là size M. Size 57 đổ về. Thôi bán tặng hết đi. Cái này không chọn màu đó. Lên nha. Cái này hiện tại Nguyên đang còn nè. Nhưng mà vì là còn màu vàng nhiều. Chị hỏi cái nào đấy chị Hoa Cỏ ơi. Hỏi cái gì. Nhớ lấy chị một cái áo sơ mi nam size L màu tím nhạt. Để cứ lên số ký luôn cho em tối nay. À trưa nay không lên đồ bé đâu chị Hoa Cỏ ơi. Em không like đồ bé nha. Không like đồ bé. Chỉ size M đúng không. Size L có mấy cái à. Cái này size L này. Cộng này size L này. Rồi lên bán tặng cái này. Ok, hello chị Trang Thì. Hello chị Kim Phụng Nguyễn. Chị em mình chia sẻ hết chưa? Chia sẻ hết chưa? Để lên luôn chị em mình mã này. Nha, lên luôn chị em mình mã này. Nhưng mà Nguyên nói trước là hiện tại chỉ còn mỗi size M. Sao chị em mình 57 đổ về. Size M cho 57 đổ về nhá. Bán tặng như chị em mình ơi. Cái móc cho em, cái móc cho em. Đây này, đây đây cho em cái móc này. Đây cho nó lên form cái áo. Con này đẹp lắm. Con này là chuẩn hàng luôn, dường như là hàng xuất nha. Con này là hàng xuất. Nhưng mà Nguyên không đều màu. Còn tầm khoảng 30 cái. Nguyên bán tặng nha. Nói chung là cái này nó nhiều màu. Thế. Hàng này hàng xuất chứ không phải là áo gấp từ hàng xưởng đâu chị em ơi. Hàng này bình thường Nguyên về là đầy đủ size số từ S, X tới XL.
là tặng 65 kg, nhưng mà giờ chủ yếu là còn mỗi size M nha. Bán tặng luôn cho chị em mình cái này, nói chung là nhiều màu vàng, đang còn nhiều màu vàng. Cái này bán tặng luôn chị em mình, mã này là mã tặng 15k đi từ hai cái nha, 15k đi từ hai cái, lên luôn những mã M luôn dùng nguyên là được. Tặng 15k nha, chưa chị ơi, tặng 15k đi hai cái nghĩa là 30.000 một, 30.000 hai cái. Sẵn chưa, giá này giá sẵn hồn chưa, toàn bộ con này là hàng xúc chất đẹp nha chị em mình ơi. Lên luôn những mã này là mã tặng 30.000 hẳn hai cái luôn, là chạy 15.000 một cái áo như thế này, nhưng mà nguyên còn mỗi size M, size cho dành cho những chị em mình 57 đổ về là chị em mình cho ok. Chị nào mà rộng xíu chị em mình bóp lại xíu vì nó quá là rẻ đi. Con này chắc đẹp như chị em mình ơi, không phải hàng 15k là chắc thôi nha. Ai nhận được cái này rồi là chị em mình biết nhá, bán tặng cho chị em mình nốt luôn. 30.000 hẳn hai con nha, 30.000 hai con nha. Lên luôn những mã 30k luôn dùng là được. Cho chị Huỳnh Châu đi hai con đi, chị em mình phát nếu mà có màu cũng nghĩ là nên phát luôn cả 4 con, có màu thì phát hẳn 4 con luôn. Chị Thúy Phan, chị Huỳnh Châu, nhiều màu trong này nhá, nhưng mà toàn bộ là size M, size 57 đổ về, cho hết cái màu lên cho chị em mình xem, chủ yếu là màu vàng, không chọn màu đâu chị Ngọc Linh ơi, không chọn màu nhá, chị nào chọn màu cũng không chốt, chị nào chọn màu là Nguyên không chốt nha. Cái này đấy màu nè, nói chung là còn màu lẻ tẻ như thế này đây, bán tặng cho chị em mình luôn, không chọn màu, ai chọn màu Nguyên không chốt nhá, ai chọn màu Nguyên không chốt. Em mặc rồi đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị Phương Lê, cái này quá rẻ đi, được chưa? Chị nào mà chọn màu không chốt, vì đã nói là giờ nó không còn đều màu, không còn đều màu. Và nhớ luôn dùng Nguyên hàng xúc dùng Nguyên nha. Trời ơi, 30.000 hai con, nhìn ghi đi, ủa mã này ghi đi, cái này 30.000 hẳn hai con luôn dùng Nguyên nhá. M được chưa, M lên luôn dùng mã này, toàn bộ là size M, size 57 đổ về là chút đẹp, tặng 30.000, Nguyên trao hết cái màu lên cho chị em mình xem. Nhưng mà bên nhà Nguyên sẽ bóc ngẫu nhiên các màu. Nguyên nói là nhận hàng chắc là về không đẹp đây thôi, không chọn màu nha. Nguyên nói đi đâu chị em mình coi này, giá này sát như gần như là bán tặng, gần như là tặng luôn rồi, gần như là tặng thì ghi sẵn rồi bỏ đơn sau thì thôi, ghi sẵn bỏ đơn sau đi cho nó dễ. Được chưa, nhiều màu trong này, phát hẳn luôn. Chị nào lấy 30 chốt, chị nào lấy 4 con chốt nhá, 15 cà con. Đồ nhà chị Nguyên không chê đau được rồi, cảm ơn chị Nguyễn Thị Lý nha. Ok chị em mình cứ lên luôn dùng mã này là mã tặng 15k luôn dùng, hoặc là mã 30 đi, mã 30 đi hai cái, mã 30 hai cái, và Nguyên còn mỗi size M thôi. Nguyên nói cái này Nguyên chạy nhiều lắm luôn với chị em mình, khách nhà Nguyên toàn mua năm, mua năm hết, mua năm, mua năm hết mà chưa bao giờ có giá này. Giờ là chủ yếu là nó còn màu vàng nên là Nguyên không mix set được, nên là sale nó luôn chị em mình cho nó gọn kho thôi, không mix set được, tại vì màu vàng một set, ví dụ set 5 con mà tới 2 với 3 cái màu vàng rồi, nên là giờ không mix set được, nên là Nguyên sale luôn cho chị em cho nó gọn nhá. Thật sự giá nào mà chị em mình không mua rất là tiếc nha. Chị nào cao người 60 vẫn mang được luôn, được chưa? Đấy, nhiều màu ok, chị em mình thấy được cái màu thôi, nhiều màu trong này mà vải rất là đẹp nhá, chị em mình cứ yên tâm đi. Hàng mà ví dụ như mà like hàng chắc khô, nói là chắc thường, Nguyên vẫn nói là chắc thường. Chị ơi, ngày nay ấy, chị ơi, chị Thanh Huyền Nguyễn ơi, bỏ đơn ra rồi, từ từ chị ơi, ngày nay bên nhà em sẽ chốt nha, được chưa? Lên luôn những mã tặng 30 đâu ra dễ mà nói hẳn hai cái luôn, tặng 30k hai cái đấy, có cả lâu lâu nó có cả xem cái cổ tròn nữa, lâu lâu xem cái cổ tròn, cái cọc này như CL, cọc này CL, lâu lâu còn cả xem cái cổ tròn nữa. Chị em mình cứ yên tâm đi, hàng này là hàng xúc, không phải hàng sổ mà hàng xưởng đâu, hàng này là chuẩn hàng xúc luôn dùng Nguyên nhá, chắc rất là đẹp luôn. Chốt đơn là chị Thúy Phan, mà sao không thấy chốt đơn rồi nhá. Chị nào lấy cái mã này cứ lên luôn dùng mã này, là mã tặng 30k luôn dùng Nguyên, tặng 30k và hẳn hai con nhá, vậy là một con 30k hẳn hai con nha, được chưa? Ai chưa có thì tranh thủ lên. Riêng cái mã này thì lâu lâu mới có cái, lâu lâu mới có cái đấy, gần như là hết bản màu rồi. Cái mã này thực sự là Nguyên chạy quá là nhiều luôn, còn bộ bán set 5 chứ Nguyên không có tết lẻ như thế này đâu, nhưng mà giờ nó còn màu vàng nhiều quá, không mix set được, không mix set được. Chị em mình mua hẳn những cái này, mua hẳn 3, 5 con, ở quên lộn, 4 con, 6 con mà mang có bao nhiêu con phát. Chị nào chọn màu Nguyên không chốt nha. Nguyên nói là 30.000 hai cái thì chỉ có ngang giá tặng thôi, 15.000 con áo. Chị em mình cứ thử nhận cái con hàng này về chắc dùng Nguyên không nghĩ là mình đã mua được với giá 15.000 đấy. Chốt mã này đi từ hai con nhé, lên mã 30 hai con luôn, vậy có rẻ quá chị em mình ơi, còn size 57 đổ về thôi, còn size 57 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Không lẽ cái size này to chứ không, đi thử luôn cho chị em mình nhìn form, để thử cho chị em mình coi cái form size này hơi rộng so với Nguyên nhé.
Tao sẽ mang thử cho trẻ mình nhìn cái con áo 30.000 của tao quên. 15.000 của nhà Nguyên này. Đây để mang thử luôn cho trẻ mình. Cái này giờ Nguyên mang thì nó sẽ hơi rộng, size này size 57. Dạng này lương gọi rồi. Thậm chí trẻ mình 60 trẻ mình vẫn mang được con này. Đẹp lắm luôn các trẻ mà ơi. Đây nè, form áo nè. 30.000 hai con nhé. Chủ yếu là màu vàng này. Giờ cái set nào cũng có 2 đến 3 cái màu vàng nên là Nguyên tách ra, không chọn màu chị ơi. Không chọn màu nhé, không chọn màu. Chị nào chọn màu không chút. Nhưng mà chắc là trong đơn chị nào hai cái thì cũng có một cái màu vàng. Tại vì màu vàng nó nhiều. Tại vì màu vàng nó nhiều. Trong hai cái sẽ có cái màu vàng này. Nha. Không cổ tròn đâu chị Út Anh ơi, không có chọn nha. Em nói bán 15.000 vậy mình. 15.000 con áo này nghĩ ở đâu ra? Mà giờ chị em mình còn chọn màu rồi chọn cổ nữa. Không chọn nhé, cứ chị nào chọn màu không chốt như vậy mình ơi. Như thế cho nó nhanh. Vì đã là giá bán tặng rồi. Yên tâm cái mã này chị em mình mua giá này giá bao hời, giá 15.000 thì bao hời luôn. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên á, cho chị em mình nhìn phô máu. Cái này mà không phát 3 con 4 con về mang thì phí quá. Chỉ có 15.000 một con. Đấy, đi từ hai con. Đây Nguyên đang mang cái size này hơi rộng xíu nhá. Size M bình thường Nguyên mang cái này cũng SX thôi. Thế nhất lên cả size L. Tặng 30.000 hai con nhá. Chân váy này mang cũng 2 năm trời. 2 năm trời rồi thì. Con này từ năm 2019 mới ra áo gió là thấy đã mang con này rồi. Thì biết liên gọi rồi. Cái này lâu lâu mới mang lần ấy. Lần hai. Quần này 2 năm rồi. Ưu tiên cho chị nào chia sẻ đi. Ưu tiên chị nào chia sẻ nhá. Đấy. 30.000 hai con. Giá này giá sẵn luôn. Thôi chút cái từng nớ sợ không đủ hàng đó Huyền ơi. Tầm khoảng 40 con thôi là hết. Tầm khoảng 40 con thôi là hết. Không có nhiều nhá. Đây em đây còn được mấy con. Ok nhá. Rồi ai chị có chị ơi chọn luôn thì mang cái quần rim nha chị. Còn đang thì mấy con rồi ok chị nào lấy cứ lên luôn dùng em nhá. À chị trong cái đơn của chị Bông á có cái bình nó cho em lên luôn. Ngày này chiều nay là có bình về ha. Mình sẽ nhận đơn luôn cái mã bình giữ nhiệt luôn. Chị ơi, cho em trong đơn chị Bông mới có cái bình ấy. Có cái bình ấy, chiếu trả. Bao bao thì mua rồi hả? Bông Nguyễn kìa. Ruby, Thanh Huyền. Em còn xây mờ nha, xây mờ. Thật sự là chị em mình 60 vô tư, chị em mình nhìn Nguyên mang này rộng này. Chị nào mà rộng quá chị em mình bóp lại xíu vì nó rẻ quá. Cái này chị em mình vài bữa nữa vô mùa nắng ấy. Mùa nắng ấy, thay thật sự mua 15.000 con đúng không? Mua hãng 6 con mang cả tuần, 6 con mang cả tuần, 6 con là bao nhiêu tiền? 30, ôi trời chưa tới 9, cho so ra là 90.000 6 con, 90.000 6 con mang cả tuần luôn. Rồi ok, Nguyên sẽ nhận đơn cái mã này, à, được 40 con nhé. Cái này Nguyên được 40 con thôi, chị em mình cứ lên luôn dùng Nguyên đi, chị nào lên trước có trước mà chủ yếu Nguyên nói là size M là chủ yếu nha, chủ yếu là size M. Được nha, được. Thế cho em luôn cái màu vàng ấy làm hình mẫu chị, màu vàng em đang uống á. Cái này. Cái này ấy, ai chưa có cũng tranh thủ luôn dùng Nguyên, cái này Nguyên có được 40 con. Cái này được 40 con thôi. Được chưa? Cho em luôn cái bình em đang uống á chị. Cái mã này thì được 40 con, ai chưa có thì tranh thủ luôn dùng Nguyên này. Giờ Nguyên còn mỗi xây mờ thôi. Đây cái bình này là cái bình Nguyên đang uống. Bình này là Nguyên đang uống. Cái này Nguyên về được 40 con nha. Lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Đặt lâu lắm mới có cái mã này chị em hồi nó. Nha, 40 con thôi. Mùa này chị em mình bỏ nước ấm uống nè. Đấy, bỏ nước đá cũng ok. Nguyên thấy giữ nhiệt rất là lâu luôn ý. Để từ trưa mà đến tối vẫn còn cục đá to. Vẫn còn cục đá to nha. Ok, cái mã đó qua cái mã đó đi. Qua cái mã đó đi. Cái này có 40 con thôi. Đi luôn cho Nguyên mã này là mã 79. Chắc là trẻ mình cũng không chọn màu nữa. Có hai màu này thôi. Hai màu này thôi nhá. 79.000. Bình này Nguyên thấy người ta đang bán 130.000. Bình này đang bán là 100. Người ta bán 130.000. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã bình. Lấy cái quần dạng quần baggy trước chị. Rồi quần sung nó lên sau. Quần baggy còn trong này lẻ này. Lẻ này. Quần riêng đó trong đóng cho nó chị kìa. Quần nghi là hai set hay là hai áo. Rồi nhá, qua cái mã nó đi liền. Qua cái mã đấy đi. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng bình luôn dùng Nguyên. 79k một con. Khách nhà Nguyên thắc mắc về em ơi.
ở trong này không biết có cái gì, có cái lò xo. Cái gì khi là chị em mình bỏ cái gì cô gọi là lắc để cho nó đều, sửa đồ các kiểu ấy, lắc cho nó đều. Cái này nó giữ nhiệt rất là tốt như vậy rồi nè. Từ trưa ấy, đến tối. Sơ mi nam em còn nó như là từ từ vậy. Nha, lên luôn dùng mã này là mã bình nước 79k, không có được 40 cái thôi. 40 cái nha. Trời ơi. Cái chi mà tưởng 30. Cái bình này 30.000 đó chị à. Người ta đang, chị em mình sợ cái này người ta đang bán là 135.000 một bình, 130.000 một bình. Nguyên bán vậy em 79.000. Trời ơi, cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng, hình như chị Nguyễn Thị Bé Hồng bữa cũng có rồi nè. 40 bình thôi nha Hiền. 40 bình thôi nha, 79k một bình. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã bình 79k luôn, dùng mấy hôm bữa là nợ khách nhiều lắm, nhưng mà giờ không biết ai mà cũng chưa up lên. Đấy, không có báo là có được 40 bình. Thà chiều sẽ có hàng. Cũng sẽ bỏ vô đơn chị em mình luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn cho mã tặng bình giữ nhiệt tốt, như chị Bé Hồng nào đã mua rồi phải không? Hôm bữa chị hỏi là cái lò xo rồi đúng không? 79.000 một bình. Hạnh ơi, 79.000 một bình nhá. Phát hẳn luôn chị em mình ơi. Cái này nó giữ nhiệt rất là tốt. Giữ ấm nè. Giữ ấm nè, giữ đá nè. Rồi lâu lắm luôn. Đấy, chị nào lấy cái này, hàng này hàng xịn sò như vậy mà nó giữ nhiệt luôn dùng 79. Chị nào lấy cái này lên mãi giữ nhiệt 79k luôn dùng nhé. Chị nào từ từ. Đã để sáng tới tối còn luôn à. À để đá để sáng tới tối còn đấy. Được chưa? Hình như cái này cũng chị à đúng rồi, chị Phụng Kim cũng có rồi. À chưa có này, được 40 bình thôi. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã bình luôn dùng nhé. 79k. Xem dễ mà sợ đi, người ta phân mã nó có mã đi chị cho nó dễ là. Người ta ok, chị Phan Hảo nè, chị Nguyễn Thu Lan nè. Ok nhá, chị nào lấy áo chắc áo ngưng đi chắc là không đủ ấy, không đủ ấy, còn tầm 40 cái. Tầm 40 cái, ok chị Thắm. Ok chị Thắm, chị nào lấy bình cứ lên bình luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy bình cứ lên bình luôn dùng nguyên 79k. Bình 79k luôn dùng nguyên nhá. Một bình như thế này. Có được có 40 con thôi. Thấy rồi chị ơi. Bình cho chị Phương Nguyễn. Bình đó để được lâu lắm rồi, ok chị Xuân Thu. Đúng không? Mua mỗi người mỗi cái về để mà xài. Từ lạnh lạnh pha nước ấm ấm. Pha nước ấm ấm uống. Tốt. Rồi ok, qua nha chị em mình ơi. Qua nha. Cái bộ này á, còn sao giữ chị cho em lên luôn cặp này bộ à. Bộ này là mình hết luôn rồi đó. Bắt hết ra rồi đó. Bộ này còn ít bán tặng luôn chị em mình nói. Bình nước cho chị Thu Hiền. Bình nước mình đi cho chị Thu Hiền. Cho chị Phương Mỹ có rồi. 79.000. 79.000 cũng thấy giá đỏ, rẻ, hàng này hàng được sang được hàng quà tặng thôi, chứ còn mà bình thường mua không ở đâu có giá này cho một cái bình điển hiệu như thế đâu. Rồi nhá, qua cho chị em mình nói, cái này cũng còn được mấy bình. À quên, mấy set thôi. Toàn bộ size 52 đổ về. Toàn bộ size 52 đổ về. Bán tặng luôn, chứ giờ Hạnh Rồn có rồi chị ơi. Hạnh Rồn có bình nước rồi nha. Bình cho chị Thanh Tuyền luôn. Thanh Tuyền luôn, ra mà nhịn tối tối đi ta. Thanh Tuyền luôn. 6 cái áo size M cho chị Ngọc Thanh Vi Nguyễn luôn. Ok nè. Giữ nhiệt cho chị Yến Nguyễn cái. Bình giữ nhiệt Yến Nguyễn cái. Cho chị Phương Thảo Võ cái. 79k nha. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng xếp. Quần Rinh Nam chưa về chị Nhung hả? Chưa về nhá, chưa về kịp. Cái nào cũng còn size S. Size dành cho những chị em mà 52 đổ về là chị em chốt ok. Chị ơi lên cả địa chỉ trên live luôn dùm em nhé. Có đơn lên cả địa chỉ trên live luôn dùm em. Rồi nha. Cái nào cũng đi luôn cho chị em mình mà. Bán tặng cho chị em mình nói. Cái sáng này đẹp lắm. Xe 52 đổ về. 52 đổ về nhá. Toàn bộ là chắc cốt tông tàu, quần ống bo lụa. Còn được vài set nè. Lên luôn những mã này là mã tặng 79 nót luôn. Hàng này hàng đi sỉ 155 mấy chị em mình ơi. Chị năm áo cho chị Minh Thu. Minh Thu năm áo. Đều là lặp màu á. Lặp màu à. Thôi có bao nhiêu màu bỏ bấy nhiêu màu đi. Đừng lặp màu kiểu mang kiểu gì. Có 4 màu thì bỏ 4 màu, 5 màu thì bỏ 5 màu. Lặp màu mua 2 cái màu thì nó dư ra làm gì. Rồi nha, lên luôn dùng mã này. Tặng 79k luôn dùng nguyên. Ok chị Ngọc Linh. Bộ 79 cho chị Phương Nguyễn Bộ. Phương Nguyễn Bộ 79 có từ từng này bộ này. Xe S nha, toàn bộ là xe S. Hàng này hàng đi sỉ vô 155.000 đấy. Chị em mình cứ yên tâm về chắc nhiều khi là nguyên sale cho chị Ngọc Nga. Sale rẻ quá nhưng mà không. Ok chị ơi, hàng này hàng chắc đẹp nhá, hàng xịn nhá. Nhiều khi sale rẻ quá chị em mình lại tưởng hàng sổ. Mà nó thật sự rẻ hơn hàng người ta bán đồ đóng luôn ý.
Được chưa? Chị nào lấy cái mã này lên mã tặng S cho chị Hạnh Rồn bộ. Phương Lê bộ. Hạnh Rồn, Phương Lê còn 3 set nữa là hết. Còn bà ra lên lấy hai cái, bà ra loại chi tá 15 cho chị Như Hà. À, bà ra loại gì? Nhiều bà ra lắm cho chị Dung Hạnh Trần, lên cả địa chỉ luôn dùng nguyên. Ok chị Hạnh Rồn size S. Lên cả địa chỉ nha, không có địa chỉ chịu luôn, Thư Nguyễn có rồi. Đẹp mà không có size lớn, đúng rồi, cái này làm gì còn size lớn. Cái này hàng này chạy nhiều quá rồi, hết cả size lớn rồi. Bán thẳng thôi, cái này có cả quần jean đẹp nha. Ok chị Anh Lai Lương ơi. Bộ cho chị Cao Bích Văn, Cao Bích Văn này là khách cũ mới ta. Lên cả địa chỉ trên like nha. 57 cái không vừa. Lên cả địa chỉ trên like luôn dùng nguyên, ai không có địa chỉ là bó tay luôn ấy. Rồi nhá cái này. À bra tập à, bra tập còn xíu nữa Nguyên Lai. Cho em bao bra tập nữa chị. Trời ơi, CM nha. Bộ này CM. Ai rảnh ghê lấy cái tát của cái quần gắn qua cái bộ này. Tát này của cái quần hàng Quảng Châu ấy. Gắn qua cái bộ này. Không, chứ em không like đồ bé đâu. Chứ này không like đồ bé nha. Và ra tập quần tập đồ trong nó lên bán thẳng luôn. Rồi lên luôn những này size về cho em 52 đổ về. Bộ này xinh này. Tay của nó dạng hơi dơ dơ tên tốt ấy. Lên luôn những mã 75. 75k luôn dùng nguyên. Ok cho chị nào có đơn chịu khó lên cả thông tin. Nhưng mà áo Nguyên đang mang hồi nãy bán tặng 15.000 đây. Nhưng mà chị em mình nói Nguyên nói này, nhà Nguyên toàn bộ là có đơn ấy, thì là đều nhắn tin trước rồi mới đi đơn, hoặc là gọi điện trước mới đi đơn. Và chị em mình phải có thông tin. Đấy. Rồi nha, lên chung mã bộ 75k. Bộ này đẹp này chị em mình này. Chắc lưỡi lụa nhé, size S. Chắc lưỡi lụa size S nhé. Cái này Nguyên có bra này, bra lẻ tẻ này à, bán tặng bao nhiêu tiền ta? Cái này chị em mình không chọn luôn. Cái này chị em mình cũng không chọn nhé. Hello. Văn Trần hả chị? Chị shipper à? Thạch Nham Đông à? Ok. Thì kiểm tra số điện thoại chị Văn Trần gửi qua cho chị này. Gửi qua cho cái chị cái số mới gọi nghe. Sợ không còn đâu, xây 60kg em sợ không còn đâu. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng bra có 2-3 mã gì trong nè. Bán tặng hết nha. Mà thôi like từng cái đi. Bán tặng cái này Nguyên còn lẻ tẻ, like từng cái đi chị em mà nè. Nha, nó không có đủ số lượng nhiều đâu. Bán tặng luôn, ui trời ơi. Cái này chưa cho em cáo. Đẹp, chưa cho em cáo. Tặng bra luôn dùng Nguyên nhá. Áo không đang mang hồi nãy là 15.000. Tặng 15.000. Nha, đi từ hai con. Đó bất kỳ đó cái bữa cái xe. Trời ơi, đến là chặt, nó đứng lên nhà ngồi đây làm đây mà duyên mà không bao giờ mà ngồi để tình lâm mà ngồi đây. Đấy. Tặng 29k luôn dùng nguyên con này. Tặng 29k rất là đẹp luôn. Bra nhá, 29k. Trang Thùy này. 29k Trang Thùy này. Tặng 29k. Trời ơi, chị em mình đi mua cái dòng hàng Quảng Châu này đâu ra giá này. Màu nâu bra. Nâu bra, chị em mình nhìn đồ giản này. 29k nhá. Không chọn màu đâu chị ơi. Nha, lên luôn dùng mã này là mã nâu. Nguyên sẽ like từng cái luôn cho chị em mình. Bra nâu nhá. Chị nào lấy bra nâu lên bra nâu luôn dùng nguyên. Bra nâu lên từng màu đi chị em mình ơi. Chị Trăng thì có màu đen rồi, Nguyên sẽ chịu khó like từng cái. Tại vì này còn tầm hết đen rồi, còn nâu. Đen kia hạ Nguyên chốt rồi. Nâu cho chị, nâu chị Phương Nguyễn chia sẻ. Ưu tiên cho ai chia sẻ đi thì. Sẽ ưu tiên cho những chị nào chia sẻ nhá. Màu be có cái này. Toàn bộ trong có mốt. Và cho chị Trăng Trăng My mốt nhá. Và chị em mình tháo hẳn cái mốt này ra cũng được đây nè. Nó có cái lỗ nè, chị em mình rút hẳn cái mốt này ra cũng ok cho chị em mình ơi. Rồi lên xuống mã kem 29. Những cái này toàn hàng 49k Nguyên sale hết. Nha, lên luôn những mã này là mã kem. Kem một cái. Kem một cái, chị nào lấy kem? Nâu đấy à? Ờ, nâu đấy. Lên kem luôn dùng Nguyên. Chị Phùng Kim Nguyên. Nè. Nè. 29k luôn. Xin chưa, không lẽ lấy thêm chọn. Lên luôn dùng mã lưới luôn dùng Nguyên đi. Kem cho chị Phùng Kim Nguyên. Lưới dùng Nguyên nhá. Trời ơi, toàn bộ mốt 29.000 đâu ra. Nâu với kem là chị Phùng Kim Nguyên luôn đó. Rồi nhá, lên luôn dùng này. À, thôi, chị... thôi đi. Thôi đi chị nào lấy cái nào lấy đại cái màu nào nó thấy cũng đẹp hết. Giờ mình đi like từng cái chịu ấy. Tính like từng cái. Lưới cho chị Thúy Nguyễn. Tính like từng cái mà nó lâu quá. Chị Thúy Nguyễn đi. Trời ơi ơi. Xanh hồng. Bra xịn nha. Phát từ từ chị ơi. Phát chắc là ngày mốt hàng gu, ngày mốt về hàng đấy. Đang nợ ai. Lưới hết. Đây luôn những mã xanh. Xanh và hồng 29k.
còn hồng, còn hồng, thì nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên nhé. Áo anh đang mang qua rồi giờ quay lại nữa mệt lắm luôn, không có sai đâu chị ơi. Còn hồng chị nào lấy hồng bờ ra lên hồng bờ ra. Không lộn xộn. Cái này dơ xíu, cái này xinh mà dơ xíu rồi. Cái này chị em mình về giặt được. Cái này chị em mình về giặt được. Rồi, cái này là xịn sò. Cái này là xịn sò nhưng mà dơ cái phần này. Cái này bị tọt bao ấy. Hồng thôi, còn hồng cho chị Kim ngăn. Cái này lên luôn dùng, cái này đẹp đi nhưng mà dơ xíu. Cái này đẹp. Thấy chị Phụng Kim Nguyễn tám. Phụng Kim Nguyễn cái này. Phụng Kim Nguyễn cái này. Ôi trời ơi. Thêm cho Hạ Nguyên cái này đi vô. Hạ Nguyên cái này đi. Thấy mấy cái màu trắng này mà bị tọt bao là nó dơ hết. Rồi lên luôn dùng mã số 2 đi. Cái nào cũng được, nó na ná giống nhau. Lên mã dơ hết rồi chị ơi. Trời ơi bán hàng 29.000. Hàng này hàng nguyên xe 49 còn rẻ, mình mua 79.000 là giá bèo nha. Lên mã số 2, hai cái này nó tương tự. Lên mã số 2, lấy màu nào đó lấy nhá. Lên mã số 2 luôn dùng nguyên. Là giá này giá bán tặng hết. Ê, nó còn từng này cái thôi, lên lại từng cái luôn được. Còn có từng này cái 29k. 29k luôn được nha. 29k lên mã số 2. Hai Phạm Nụ cái, thì Linh Ly cái. Phạm Nụ và Linh Ly. Đây cái đây nè, đây cái mẫu này tương tự này. Tương tự này. Để chị Nhiên An cái nữa. Nhiên An cái nữa. Ok hết. Cái này mình để cho em nè. À, để cho Hạ Nguyên cái này đẹp nè. Lên mã đẹp đi, đẹp này có cái. Lên mã đẹp này có đúng một cái, chị nào lấy đẹp lên đẹp luôn dùng nguyên. Được đúng một cái thôi. 29.000. Lên mã đẹp có đúng một cái. Gạch cho chị Khang Trang. Gạch cho Khang Trang. Lên mã đẹp, đẹp cho Linh Ly. Đẹp Linh Ly. Rồi còn nốt hai cái nữa thôi lại. Lên luôn dùng mã chéo. Chéo nhá. Lên mã chéo luôn dùng nguyên. 29 hết á. 29. Cái này ra không dây, lên mã không dây. Hết đẹp nhá. Lên mã không dây. Chút lên mã không dây và mã đẹp, chéo luôn dùng nguyên. Đẹp hết rồi. Đẹp là màu đen hết. Một gạch cho chị Khang Trang. Chơi kỳ. Bán mà cái nào đẹp cái lại. Đâu, like lạ, like rồi đấy kìa. Like cái đẹp bỏ đây dễ mình chốt kìa. Nha, lên luôn dùng mã chéo, chéo chị Yến Hoàng. Không dây chị Yến Hoàng luôn. Không dây chị Yến Hoàng. Rồi hết. Hết cái mã đó rồi. Hết nhé chị em rồi. À đây còn cái nữa. Đây còn cái nữa. Không có xe ép gì lên mặn ơi. Yến Hoàng hai cái đi luôn à. Yến Hoàng hai cái. Lên mã này mã nâu nữa là hết. Chúc lên nâu luôn dùng nguyên nhá. Comment nâu. Còn hàng xã nhiều lắm đấy. Nhưng mà làm biến lai hàng xã quá. Cứ khách chúc đơn có cái dồn lại. Cái tên hết rồi. Nâu cho chị Yến Hoàng nữa là hết. Nâu Yến Hoàng nữa là hết. Cái mã này nguyên còn ít nè. Còn được mấy cái nè. Mã này như là còn đủ màu. Còn đủ màu. Mã này lên mã 72 con. Mã này là mã 72 con. Phôm này chị em mình 60 vô tư. Đây chị em mình nhìn. Cái này mà chị em mình mang vest, mang đồ sát các kiểu, các kiểu. Đấy, mang những con này ok. Chị Xuân Thu có cái gì không ta? 70 cho chị Nguyễn Thu Lan. 70.000 hai con. Mã này là 70.000 hai con luôn dùng nguyên nhé. Cái này bao rẻ này, người ta đang nhiều chỗ người gọi là giá mà rẻ nhất người ta bán 50.000 một con. 50.000 một con, Thị Hương không thấy. Đẹp hết rồi chị Anh Bùi ơi. À, lên mã 70 luôn dùng nguyên cho chị Cu Rum nè. Cu Rum nè. À, Nguyễn Thu Lan nè. Nguyễn Thu Lan nè, có cả màu trắng với màu gì đó nữa, màu trắng thì vậy. Còn cả màu trắng nữa, 72 con. Cái này người ta đang bán là đang sale là 50.000 một con, còn bình thường người ta bán 75.000 một con. Là mã này. Nha, lên luôn dùng mã 70 dùng nguyên nhé. Trời ơi, chắc thì thôi rồi luôn. 70.000 hai con. Ờ, lên bóc sau dễ mình nhìn chắc. Bao giá luôn, những cái dòng này bán bao giá. Ăn chay dễ mình nhìn như cái này, ăn chay dễ mình 3.000 mà Nguyên nhập được số lượng. Nhập được số lượng lớn, Nguyên hàng là cái này là hàng nhập tặng luôn mới được ra được giá này. Đấy, Nguyên đây luôn chị em mình là 70.000 hai con. 70.000 hai con nhá. Còn mà lúc mà Nguyên đi mua để mang trong áo khoác ấy, người ta bán 75.000 con. Cái này không bao giờ nó deal luôn. Nguyên mua toàn màu đen. Mua hẳn là 3 con, 4 con một lượt. Nhưng mà người ta không bớt đồng nào hết. Thật sự luôn ấy. Mỗi khi là toàn mang cái con này ở trong áo khoác để lai áo khoác chị em mình này. Là mua 75.000 con. Đấy.
giờ bán cho chị em mình 70.000 hai con. Được chưa? Nhiều chị mua nhà nguyên nhặt giá lẻ này về bán lại cũng ok luôn. 70.000 hai con. Không có sai chị ở cái này em giảm nhiều lắm. Chọn được chọn một con đi chị em mình, nó còn cả màu trắng nữa đấy. Tại vì giờ nó cũng không còn đều. Nó không còn đều giờ thì em mình chọn nó không có thì mất công, mấy khi là sale được giá rẻ như thế này. Mấy khi sale giá rẻ như thế này mà giờ chọn nữa thì là nó mất công. Con được. Thì cùng tiếng nguyện là một con được chứ. Một con, ok lấy một con là lấy một con nha, chị nào lấy cánh còn màu trắng rồi đấy, còn cả màu trắng nữa, ok một con. Áo quân đang mang là 15k, ok không lấy trắng, chị nào có thể loại trừ nhá, ví dụ hai con chị em mình nó không lấy màu gì loại trừ ra nhá. 70.000 hai con, cái này rẻ thực sự luôn ấy. Phía sau sơ mi nam, cái này sơ mi nam hàng manta đấy. Không phải màu nâu đâu, màu này gọi là màu gì trời? Màu rêu nhạt. Màu rêu nhạt. Bình thường thôi chứ khách nhà Nguyên ngày nào có đơn là chuyện bình thường chứ. Thật sự khách nhà Nguyên không, ngày nào cũng có đơn, nhiều chị lắm, ngày nào cũng có đơn hết. Chị em mình chỉ cần mua hai, mua một mã nhà Nguyên có thể là chị em mình tiết kiệm được tiền ship rồi. Một mã nhà Nguyên có thể lẻ rẻ hơn ở ngoài người ta 15-20 nghìn. Là chị em mình đã tiết kiệm được tiền ship rồi. Đấy, chị nào lấy mã 30, ô quên lộn, 70 lên mã 70 luôn dùng Nguyên nhé. Còn bra, còn bra thì nhà Nguyên nhiều. Đợt này bra nè, quần chip nè, áo ngực nè. Chi anh? Nào không có số. Tên gì? Em chỉ cho. Tên gì? Điện đi. Ở đây không có Nguyễn Thị Hồi. Như trà Na 4 làm gì có số. Ồ. Đây cái quần này, cái quần ra hết mà bữa nay em chán chưa này. Mang cái quần này cách đây 2 năm. Hồi mới biết like. Áo đang mang 15 nghìn. Rồi ok qua mã nhé. Đây, bờ ra thì là nguyên còn mã bờ ra này. Còn được chị ở trên cái chỗ đó hình như là còn được mấy chỗ quần chip nam. Còn mấy con bờ ra này. Còn mấy con thôi. Ở đây thấy được có con thôi. Đương hàng tầng. Thế. Được có hai con này. Hai con này. Áo nam hồi tối online rồi mà ta, hồi tối hồi trưa qua like rồi, xíu online lại nhá. Chỗ đấy, ngay chỗ quần chip nam thấy em thấy mấy cái này nè. Đấy. Quần chip chứ bẻ áo ngực à. Áo bà ra. Cái này có hai cái. Lấy cho chị cái bà ra đó đi. À. Ok chị Phan Hảo, mã này mã 45. Mã này mã 45 nhá. 45 được hai cái. Đây mã 45 được hai cái. Được hai cái mã 45. Quên nói là đợt này màu nào cũng được đi. Màu nào cũng được đi trẻ mà nó. Mã đó là mã 45. Hai cái nữa nè, màu đen nữa nè. Ai bán cho chị em mình dòng này, nuôi nó thật sự không ai bán cho chị em mình hàng 4 hết. Đây cái màu đen nữa nè. 45 đen nữa nè. 45 đen nhá. Chị nào lấy 45 đen, lấy 45 đen. Mã này cũng đi luôn chị em mình là bà ra chéo này tặng tặng nó lên chị em mình bà ra chéo nè. 40 luôn đi. Chị Hoàng Hải Yến 45. Nhưng mà chị em mình để này bà ra chéo này á, chị em mình tầm khoảng 57kg đổ về thôi. Chị Huỳnh Châu là đen đúng không? Hàng này hàng cũng đang sale 49. Hết bà ra đen. Lên luôn chung mã chéo. Quần sọc nam chưa được không chị ơi. Này chị em mình nhìn nè. Toàn bộ là mút dài đai lớp trong của nó nè. Đảm bảo luôn chị em mình giờ chị em mình đi nhạc sĩ không chéo. Không ra được giá này. Chéo luôn dùng nguyên chéo đen bán tặng luôn chị em mình 40k luôn. Cho nó gọn. Cho nó gọn nhá. Chéo luôn dùng nguyên. Chốt mã chéo phía sau lưng của nó là chéo như thế này nè chị em mình này. Tặng nó luôn. Đấy, mua mấy con này mang đẹp đẹp vô có động lực tập tẹt cho nó giảm cân. Huyền ghi đi, một này. Bra chéo đi chị em mình lấy mã bra chéo luôn dùng nguyên tặng 40. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 con này. 6 con. 7 con nè. Thì Phương Lê ngồi. 7 con thôi nha. Cái này cũng có 7 con thôi. Chị Nguyễn. 7 con thôi. 7 con thôi nha. Thì Diều. Bà ra chéo, bà ra chéo. Tâm Lương Quỳnh Hà. Bảy con rồi lên chung mã chéo xanh. Chéo xanh cây sắt thép. Lên mã chéo xanh luôn dùng nguyên bán tặng luôn vậy mình 40 luôn. Nguyên là hết. Chị em mình mua xong, search ra cái này người ta bán vậy mình bao nhiêu.
Đây trẻ mình chắc nè, quay cận luôn cho trẻ mình nè. 40k. Đây giờ like từng màu cho trẻ mình luôn, tại vì còn ít quá không đẩy luôn. Chéo xanh luôn dùng nguyên. Nhưng mà cái dòng chéo này nó form nó nhỏ hơn cái mã đầu tiên ấy. Mã đầu tiên xe 49k form nó 60. Nhưng mà cái này cho trẻ mình tầm 57 đổ về là trẻ mình chốt ok. 57 58 đổ về là trẻ mình chốt đẹp. Tặng 40 luôn dùng nguyên. Chốt mã chéo xanh. Ai lấy chéo xanh lấy chéo xanh luôn dùng nguyên nhá, 40k. Chắc không ai bán đâu. Nguyên đảm bảo luôn. Nhiều chỗ người ta không nhập được ra được giá này, làm sao người ta bán cho trẻ mình giá này được. Được chưa? Lên mã chéo xanh hàng chắc rất là đẹp luôn. Chốt mã tặng chéo xanh luôn dùng nguyên nhá. Tặng chéo xanh. Tặng chéo xanh luôn dùng nguyên là 40k chéo xanh nó. Chị hình như là quần tập mình còn không? Quần tập trong sát cái bao tắc nó còn để cho kết hợp cái này luôn cho trẻ mình nào. Cho trẻ mình mua cái này. Quần tập ở trong không? Quần tập ấy, quần tập gym ấy. Nó quần nam vợ ơi. Rồi nhá. Bơ ra tặng 40 luôn đi cho nó gọn. Chị nào lấy mã chéo xanh lên tặng chéo xanh luôn dùng đi. Chéo xanh chéo nu. Chéo xanh đây còn được mấy con chéo nu này? 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8. 8 con chéo nu. Chéo xanh kìa. Chéo xanh cho chị Hương Nguyễn kìa. Xanh đen chị Hương Nguyễn kìa. Xanh cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lành. À không, chợ đen em hết rồi. Đen hết rồi nhá. Hết đen rồi. Hết đen rồi. Đây luôn những mã tặng chéo nu luôn. Cái là giá bán tặng thôi. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên trẻ mà nói. Nó rẻ quá như thế nào mà trẻ mà không cho xin một vài lượt chia sẻ. Mua rẻ như thế nào mà không cho một vài lượt chia sẻ về trang cá nhân lên trang các hội nhóm nữa. Trang váy ôm công sở à, không biết còn không, hôm bữa có ấy. Vừa bán 59k dòng ô mì Hà. Rồi nhá, lên cho mã chéo nu luôn dùng em nhá. Chéo nu 40k nó. Chị nào lấy mã chéo nu lên chéo nu. Lam Yên nên là khách mới à cũ ta? Lam Yên thì khách mới à? Nu vậy Thanh Tuyền. Nu cho Thanh Tuyền. Chị nào khách mới mà không có thông tin là mình không chốt nhá. Rồi qua mã này. Qua mã này nhá. Qua mã này. Rồi. Giờ nó còn lộn xộn không? Chị à? Khóa chị? Đèn gọi là châu nu. Thôi, rồi. Phò. Rửa gì nữa? Thấy sao ấy? Không lấy nữa, chơi đi luôn. Con cái này hồi nãy mấy tiền ấy? Con cái 45 này chị em mà nè. Rất cũng được. Rồi ok. Ok quần tập luôn. Nhá. Đây đây còn cái này chị em mà nè. Đây còn cái này. Chị nào lấy cái này lên mã 45 luôn dùng đi. Còn mã này cũng đi luôn chị em mà nó 45k này. Mã này là hàng nguyên xe 49k không có hàng trả này. Mã này là mã nguyên xe 49k, mã này form nó to hơn. Form nó to hơn, form này 60 trẻ mình vô tư luôn dùng nguyên nha. Chốt lên luôn dùng mã này là mã 45k nốt luôn. Nha, hàng này hàng nguyên xe 49.000 là ăn trên vài nghìn, 45 chị Ngọc Nguyễn. Cái này cũng đi 45k luôn, cái này form to hơn. Lên mã 45 đen, 45 xanh. Lên mã 45 đen, 45 xanh dùng nguyên á. 45 đen, 45 xanh, còn 2 tông màu đó thôi. Chị nào đây? À đây, cái xanh ngọc. Đúng rồi, hai tông màu đó thôi. Phát luôn hai màu đi dễ mà nó. Thật sự luôn. Cái này thì dễ mình phát luôn hai màu đi. Cái này phía sau của nó dạng ba lỗ này. Cái này dễ mình tập tẹt vô tư thoải mái và mang trong áo kiểu cũng được. Đấy, nu hết rồi. Lên luôn những mã 45 đen hoặc 45 xanh hai màu. Không chị ơi, giờ em còn lẻ tẻ mà giờ nó chả biết nó ở đâu. Chọn màu luôn giùm em đi chị Nguyễn Thị Bích Thiệp hay là màu nào cũng được. Hay là màu nào cũng được báo em. Nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã 45 đen, 45 xanh, đây quần tập đây chị em mình. Quần tập nguyên còn màu đen, 3 tông màu. Lên mã 39k.
39k. Mua hai con 70k đi. Hai con 70k luôn đi. Mã này luôn đó, nhìn kìa. Là đen cho chị Sinh Phan mã này nhé. Đen Sinh Phan đi lại. Đen Sinh Phan, chị nghĩa đồ không có màu. Phát màu đi chị em còn ai, hoặc là hai con thì Nguyễn Khỏi phải chọn. Nếu như hai con thì Nguyễn Khỏi phải chọn. Nha, lên luôn dựng mã này. Được chưa? Rồi qua luôn trẻ mình quần tập. Quần tập nên còn ít. Áo lợi áo gì chị ơi? Áo nhưng mà là áo gì? Rồi nhá, quần tập luôn dùng nguyên. Quần này giãn nhiều. Giãn nhiều lắm luôn. Đi hai con đi. Hai con 70 luôn. Hai con 70 luôn. Trẻ mình mua một con thì là 39.000. Lên thông tin cho em nhá. Toàn bộ khách có đơn lên thông tin cho em nha. Toàn bộ có đơn lên thông tin cho em. Đấy. Quần, chị nào lấy quần lên quần luôn dùng nguyên. Comment quần. Quần riêng nữ chị. Rồi chị nào lấy quần lên dùng nguyên. Rồi con sẽ lên nó sẽ mình quần riêng nhá. Cái này còn lại tải hả chị? Chị ạ? Ủa đó hả? Chị theo tặng đó hả? Đồ chị này á. Rồi lên lấy quần riêng nha chị em mình ơi. Không có sai được chị ơi, quần riêng không có sai đâu. Ở quên lộn, bà ra không có sai đâu. Nó giãn nhiều và không có sai. Chị em mình tranh thủ sang cái này nè. Chị Duyên chốt xong cái đơn đó là đưa mẫu lên cho em lau đi. Cho nó nhanh. Nha, đi nhanh cái này. Đi nhanh cái này chị em mình tranh thủ. Chị Nghĩa Đoàn ơi, lên thông tin cho em đi. Hai cái quần tập cho chị tăng lương quần hạ luôn. Tăng lương quần hạ 70.000 hai cái luôn, quần tập 70.000 hai cái luôn. Rang em hết rồi chị ơi. Rang em hết rồi, người ta chốt xong rồi. Người ta chốt luôn rồi. Rồi nha, lên luôn dùng mã ring luôn dùng nguyên. Ôi chắc thì thôi rồi luôn. Chắc thì thôi rồi luôn. Con này size 29. Quần tập nó giãn nhiều mà chị ơi. Quần tập thì nó giãn nhiều. Bộ lụa còn chị Võ Thắm ơi, bộ lụa phong to đấy. Chưa rảnh lên, sọt nam chưa chị ơi, sọt nam chưa về hàng. Sọt nam chưa về hàng. Ok chị Kim Ngân. Ok chị Kim Ngân. Đâu có, cái nó của em mua về mang đó. Ok chị Phạm Nụ, cái này size 29 nè. Có xe ép ha. Từng có chị ơi, chị em mình nhìn chắc nè. Cái này nguyên còn lẻ tẻ mẫu thôi. Nha, lên mã 29 luôn dùng nguyên con nè. Nửa xe cho mấy chị. 125.000 con nè. Hàng này bèo chị em 180 một con. Xa 29, chị nào hay đi 29 chốt 29 luôn dùng nguyên. Comment mã này lên luôn dùng mã này là 29125. 120 luôn đi cho nó gọn. 120 đi cho nó tròn số nhá. Chốt mã 120 luôn dùng nguyên. Trời ơi, ăn chay được chừng nữa đó. Con này siêu đẹp luôn, giờ cái này cũng còn lẻ tẻ. Xe 29. Chị nào lấy 29120 lên 29120 luôn dùng nguyên nhá. Xíu này có cả quần ống sung nè. Cả quần ống sung hôm nay trẻ mình siêu rẻ. Chị nào lấy cái này lên chung mã 29. 29 cho Minh Hằng. 29 cho Minh Hằng. Minh Hằng. Cái này size S, cái phông quần nè thôi rồi luôn trẻ mình. Nguyên thì đang mang size này, con này đẹp trẻ mình nè. Nè trẻ mình nhìn chắc nè, nó giãn nè. Đấy, quần xịn luôn size S nha. Lên luôn dùng mã túi S đi. Cái này giờ còn thứ có cái thôi nên là chị em mình tranh thủ. Còn cái này nó bị rớt một cái nút rồi. Lên luôn dùng đóng cái nút này mấy nghìn. 5.000 đúng không? Bán tặng không, giờ em không có quần le riêng, không có quần le nhé. Rồi lên luôn chung mã này mã túi S. Túi S nhé, con này bán tặng thì rớt một cái nút bên chị em mình đóng lại dùng đi nhé. Lên luôn dùng mã này là mã 1. Comment mã 1 10 này. 1 10 nhá, đóng cái nút. Nha, lên mã 1 10. Ấy cho tiếp mùa đông. Xe 28 nè, theo nè. Lên mã gặp like dùng nguyên nhé. Gặp like dùng nguyên. Những con nào mà trẻ mình không tranh thủ phát này thôi rồi luôn. Trẻ mình nhìn chắc này. Nè, toàn bộ là riêng xịn hết. Giờ mới còn lẻ tẻ ra thôi. Nha, size 28. Chị nào 2D28 chút 28 luôn dùng nguyên nhé. 120 nốt luôn. Nha, ai lá 28 chút lên 28 luôn dùng nguyên 120 nốt. Trời ơi, bao chắc bao cồn. Bao giá luôn. Chị nào lấy mã này là mã theo 120 size 28. Size 28 nhé, con này size gì? Này là size S. 28 gì Khánh Trang. 28 Khánh Trang. Cái này size S. Ừ.
nè chưa hề like nè, chưa hề bán nè. Hơi mệt lắm. Rồi ok, nó có hàng tây đây. Rồi lên chung mã này, mã rất CS, size 52 50, 52 đổ về là chị em chú ok. Trời ơi, mua những con cắt. Chị ơi, lấy CS là được cái chị Phương Thủy rồi. Em đang mang CS 60 á chị Hà. 60 là một là size L, hai là phải là size 30, 32. Chốt mã này là mã theo luôn dùng nguyên, hoặc là mã rách luôn dùng nguyên nhá. Đúng con, 120. Rách nhá, size 8 hết rồi. 28 hết rồi. Chốt mã rách S luôn dùng nguyên, chị nào đã rách S lên rách S. Cái này size 7. Rách S luôn dùng nguyên này. Cái này là size 27. Chị nào nó 27 theo lên 27 theo luôn dùng nguyên nhá, 120. Những con này hàng lẻ tẻ này chị em mình tranh thủ nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã theo size 27, quần gạch rất cho chị Thuận Mai. Còn con này size 26 nè. Size 6 chị em mình tầm dưới 50 thôi. Hôn quần thôi rồi chị em mình. Nè chị em mình nhìn chắc luôn, dùng kéo chị em mình xem. Đây, giãn cực kỳ luôn nhá. Chốt mã này lên chung mã này là mã 26. Comment lên 26 luôn dùng nguyên. Theo size 27. Mã này là mã trơn này, size 26. Chị nào lấy tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhá. Đây này, bỏ về đi chị em. Có xe to chứ không chị? Ở trên xe to chứ hả? Gặp like đi em ơi. Gặp like đi, gặp like tuyết mùa đông coi lại. Đây rồi đây. Gặp like đây, gặp like đây. Ok nè, đây gặp like này. Đẹp lắm luôn ý. Trẻ mình mua con này giá 120 thì là bao hời. Bao hời. Này, chắc đã rồi rồi luôn. Trẻ mình mua rẻ rẻ, người ta bán gì em 180-190. Thậm chí lên hàng 2. Đấy, chị nào lấy cái này lên chân mãi gặp like luôn, dùng nguyên một con. Gặp like một con, chị nào lấy gặp like lên gặp like. Em hình như là quần sung còn nguyên viên. Ôi, lên lại rách luôn dùng nguyên. Rách size 26. Còn toàn size nhỏ. Còn toàn size nhỏ chị em mà nó. Cái này được 3 con. Chốt mã này là mã rách size 26 nhá. Ai lấy rách 26 lên rách 26 luôn giúp nguyên. Comment rách 26. Gặp like rồi đấy, chị nào lấy rách 26 lên rách 26. Cái này 31, cái này size to nè. 31, 30, 31, 32. Cái này có 3 con. Lên mã 30, 31 và 32 nhé. Đây chị ơi. Đây, size 30, size 31 và size 32. Trơn 26 cho Phương Ly. Trơn, đây nè. Trơn mã, trơn là mã chị Duyên ấy rồi. Trơn có cái gì xích chỗ này nè. Rồi nhá, lên luôn dưỡng này. 30, 31, 32, cái này có 3 con thôi. Comment lên mã 30, 31, 32, 120k luôn. À, rách 30 cho chị Miên Thảo Đỗ nè. 30 Miên Thảo Đỗ nè. 30 Miên Thảo Đỗ nè. 26 cho chị Ngọc Sương. Rách 26 chị Ngọc Sương. Còn 31, 32. 120 luôn, 30 hết nhá. Còn 31 và 32. Còn 31 và 32. Cái này cho tiếp mùa đông ghi đi. Ngọc Sương xây ép đây. À, size 26 đi. Size 26. Chờ em lên 120 hết. Con này cho tuyết mùa đông giùm em chị. Tuyết mùa đông. Nguyên còn 31 và 32. Đây chị em mình hỏi size to lên size to không chút. Kỳ không? Còn 31 và 32 nhé. Chị nào lấy 31 chút và lấy 32 chút lên luôn giùm em nhé. Comment 31 hoặc là 32. Rồi nhé, con này size 26 và size S. Khung chị ơi, khung đẹp. Hàng này hàng xúc, hàng xúc. 32 cho chị Huyền Nguyễn. 32 thì Huyền Nguyễn nè. Rồi còn 31, còn 31. Trời ơi. Không thể mặc thằng mà đủ cả chục chứ. Đây chị em mình 50 vô tư nhá. Đây nè, nguyên đang mang size này là ok nè chị em mình. Đẹp chưa? Hàng này có khi nào chị em mình mua với giá được 120 nghìn không? Đấy, đây luôn dựng mã rách 26. Rách 26, rách S nhầm. À rách 26. Rách 26 quần giãn nhiều nha chị em mình ơi. Lên mã rách luôn dùng đi. Rách nhẹ thôi, rách nhẹ thôi. Đấy, và ở trong có lót hết rồi, 32 cho cô Nguyễn Thu. À không, còn 31 thôi. Còn 31 thôi, còn 31 thôi. Chị chốt rồi chị ơi. Có bao nhiêu màu em chị hỏi cái mã nào. Lên luôn dựng mã rách size 26. Comment rách 26 cho Ngọc Sương. Rách 26 cho Ngọc Sương. Còn con này size 29. Lên mã trơn 29. Lên trơn 29 luôn dùng nguyên. 31 cho chị Nguyễn Thị Bá Hồng. 31 cho chị Bá Hồng, để chị em mình nhìn. Đây, chắc nguyên kéo như thế này cho chị em mình xem luôn. Đấy, chốt mã này là mã 29, trơn 29. Chị nào hay dùng size này chốt nhé. Trơn 29. Trơn 29 đang có 1. Chị nào lấy trơn 29 chốt lên trơn 29 cao luôn dùng nguyên nhé. Trơn 29. Cúc 29 luôn.
trơn 29 và cúc 29. Áo Nguyên đang mang là tặng 15. Áo đang mang là tặng 15. Trời ơi. Mã này là thực sự size 29 nha chị em mình ơi. Đấy, chị nào lấy 29. 29 thì thấy đỏ. 29 ra thấy đỏ. Mã này là sượt. Sượt toàn bộ là hàng giảm nhiều hết, nhận những con này về chị em mình thấy so sánh hàng chị em mình mua sắt. Sắt tiền 200. Này chắc này. Đấy, chị nào lấy cái này sượt luôn dùng nguyên. Cái gì thiên nghi 29 này. Cái này thiên nghi 29 này. Thiên nghi 29 này. Rồi nhá, lên cho mã này là mã sượt. Size gì đây, size gì đây, size 7. Size 7. Ở đây size 7 chốt mã này là mã sượt. Sướt size 7. Đây này, quay cặn luôn cho em mình nhìn cái chắc ring. Kéo cho em mình xem này, cái độ giãn này. Thấy chị không? Trơn 29 người ta chốt rồi trời ơi. Rồi lên dự mã này là mã sượt size 7, 120 nhá. Sướt 27, 120. Chị nào lấy sướt 27, lên sướt 27. Cái này có 1, 2 con 28. Không giống da. Mã này 520, cái này 533. Rồi nhá, lên dự mã này. Ui. Lên mã bêu đi. Bêu 28 và bêu 27. AB 28. Bêu này 28, size 28. 120. Mấy cây được hàng lẻ tẻ rẻ như thế nào vậy em ạ? 15 chị ơi, giờ qua mã đấy rồi. Qua mã đấy rồi. Giờ đi soạn ra lâu lắm. Đâu có chọn màu đâu chị. Mà em đang mang không chọn màu. 15k không chọn màu. Nha. Rồi lên chung mã này mã bêu 28. Trơn 29 đâu còn này. Trơn 29 đâu còn. Hết trơn 29 rồi. Thấy không? Cái này nãy em đọc xe máy đi. Nó 27. Còn 27 và 28. Bêu 28, chị nào lấy bêu 28 chút lên luôn dùng nguyên này. Bêu 28 này. Còn con này xe 32. Lên mã 32 luôn dùng nguyên là được. Đấy, cái chị em mình nói. Không mua. Không mua con này hơi bị phí nha. Nghe lên mã 32 luôn dùng đúng một con. Sức 27 cho chị Kim Tuyền Nguyễn. 27 cho Kim Tuyền Nguyễn. Bêu 28 cho chị Huyện Nguyễn. Bêu 28 Huyện Nguyễn. Bêu 28 còn cái này 28 mình coi mã này gì. Mã này là mã trơn. Trơn 28. 32 chị Nguyễn Thị Bé Hồng. 32 Nguyễn Thị Bé Hồng. Trơn 28 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy trơn 28 luôn, trơn 28 con nào nó cũng giãn kiểu như thế nào vậy mình. Chị Huyện Nguyễn có cho ta. Ok, lên luôn những mã này là mã 28 trơn. Hết bêu nhá. Mã này là trơn 120. Con này lên cho mã theo 29. Bêu hết nhá, bêu hết rồi chợ. Theo 29. Theo 29, nguyên còn một mã trơn size 28. Mã này là mã theo. Mã này là mã theo. Size này là size 29. Theo 29. Đọc theo nó bên sợ lộn. Con nào nó cũng là hàng giả nhiều như thế này hết chị em mình. Chị em mình chắc này. Đấy, 29. Nguyên còn một mã trơn 28, một mã theo 29. Theo ở phần túi này thôi. Đấy, trơn cho chị Hiền Trang. Trơn 28. À, trơn 28 chị ơi, không phải là trơn 29 đâu. Trơn A 27. Trơn 28. Nha, comment mã này là mã theo 29. Theo 29. Ồ, size 26 này là đẹp. Theo 26, 27, con này đẹp quá. Theo 26 và theo 27 được đúng hai con. Này, đẹp chưa chị em mình ơi. Nhìn ưa chưa? Ăn trước của nó là trơn như thế này. Đằng sau theo thế này. Đẹp chưa? Nha, đây chị em mình nhìn chắc này. Chị nào lấy cái này lên mã theo 26 và 27 được đúng hai. Nha. Theo hai mấy chị mùi chim máy bay. 29 đúng không? Chù, hàng này 215 nghìn. Nó có điêu đâu. Này chị. Hàng 215. Đấy, giờ chị em mình mua 120. Mì cần theo 29. Theo 29 là này. Không phải trên tay đây. Đây, cái 200. Này 27, 28. Cái này 29 đúng rồi đấy. Còn 27, 28 là mã theo này. Nha. Đấy, 29 chị ghi không rõ người ta chút thôi. Có sai chị Kim Ánh ấy. Sao đây? Hồi nãy chị Kim Ánh 57, 58 kg. 57, 58 kg. Rồi nha, chị hai mang size nào chị cứ lên. Cái này nguyên còn một con size 26, một con size 7. Một con 26, một con 27 nhé. Chị nào lấy theo 26 chút, theo 27 chút. Mã trơn hồi nãy là size 28. Còn lên chung mã này là đen. Đen này là phun tomboy nhé. Hai nút, chút mã hai nút nguyên dụng đi. Hai nút này cũng size 27. Hai nút này cũng size 27. Được chị ơi. Theo 27 cho chị lại luôn. 27 cho chị lai. Lai lương à. Lai lương lên địa chỉ cho Nguyên đi chị Lai lương thôi. Lên địa chỉ cho Nguyên nha. Rồi nha, lên chung mã này là mã 2 nút size 27.
Nói như thế này mà không đủ to à ta. Hai nút size 7. Chị nào lấy hai nút lên hai nút. Cái con này đẹp quá chị em mình. Chị nào lấy hai nút lên hai nút size 7 này. Chị rồi, Duyên ơi, cắm giùm em cái cục điên 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 ơi. Đấy. Đấy, cắm giùm em để ra. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã hai nút size 7. Đẹp. Này à. Heo size 26. Đây chưa, con nào nó cũng giãn nhiều hết nên là chị em mình cứ yên tâm. Con nào cũng giãn nhiều hết. Rồi nha, chị nào lấy mã này là mã 2 nút luôn dùng nguyên. 2 nút size 7. Chị nào lấy 2 nút lên 2 nút size 7 luôn dùng nguyên này. 2 nút 27. 2 nút size S. Vậy. Đúng rồi. 2 nút mà cắt. Mã cắt. Cắt size S. Trời ơi, cái này đang mang cái váy không này khó vô chị em. Cái size này nguyên mang vô tư. 26 này. 26 này cho chị Hồ Thị Thanh Hoa. Không phải, ở trên Hồ Thị Thanh Hoa. Ok chị ơi. Rồi lên xuống mã này là mã S. Mang cái chân váy em biết sợ gì. Nè. Cái con này biết đôi giày thao nữa thì thôi rồi luôn. Giày cát rồi. Quần nhà bán. Mòn vô đứng lại. Đứng lên dễ trời đó. Đây nè, mang ở trong cái chân váy dễ mà nhìn cái con quần này. Đang mang ở trong cái chân váy nè. Đẹp đi. Nha, chị nào lấy cái này. Cái này tầm chị em mình, eo của chị em mình nó là 72 không? Ok, cái này mang hơi bị rộng xíu nè. Size S nhưng mà hơi bị rộng xíu. Thực ra chị nào lấy cái mã này lên xuống mã rất S. Chị em mình tầm 52 đổ về là chị em chứ ok con này. Size S nhưng mà 52kg mang được nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Quá trời trời trời. Đã vô. Chào ơi. Đại cái bô chị cục hồng bô cái nữa nè, không thân nhỏ anh rồi cục hồng á. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Con này đẹp. Mã này đẹp nè. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã rách. Rách luôn dùng nguyên nhá. Rách 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 rách. Hai nút này sai gì sai? Hai nút này like rồi đúng không? Ai nút sai 27. Gặp like 27 không chị ơi. Còn cái nào không cho em lên luôn rồi lên mã quần này. Quần sung. Này sai 26. Thế. Lại tải này like mệt lắm. Sai 27 nè. Chị nào quên 26 nè. Cái này chị em mình cái này tặng người như nguyên mau ok luôn. Tới 50 đổ về nhá. 50 đổ về. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã trơn 26. Trơn 26 mã rách này đẹp mà khách không chốt thì chị em. Đây. Rách lại lương. Đây. Cho chị lại lương. Rồi lên luôn dùng mã theo. Theo size 27. Không chị ơi. Theo size 27 đẹp lắm chị em mình ơi. Theo 27 nhá, comment mã theo 27 luôn dùng nguyên 120 nha. Nè, chị em mình nhìn đồ giản. Đấy, theo 27. Chị nào lấy theo 27 lên theo 27 giúp nguyên nhá. Theo 27 có 1. Trơn 26. Trơn 26 là mã này đi, rút của em mình đi đó. Trơn 26 cho chị Hiền Trang. Trơn 26 cho Hiền Trang. Rồi nhá, lên cho mã theo 27. Comment theo 27 và mã này là mã 29. Chị ngăn cái chốt đơn đi. Mở cái điện thoại đi. Đăng thần đi nè. Trân Thu à. Rồi nha, lên luôn như này. Tặng 15 bắt dài. Cho chị Hương vỏ kìa. Cho chị Hương vỏ hai cái 15 cái hai màu. Rồi ok, lên luôn dùng nguyên cái này. Cho. Hết à. Rồi nhá, lên luôn dùng mã theo luôn dùng nguyên. Chút theo dùng nguyên nhá, con này size 29. Nhưng mà form này tầm 55 đổ về thôi. Con này có một con đẹp, size 60 vô tư nhưng mà nó bị tụt cái dây rồi. Tụt cái dây rồi 60 vô tư. Lên luôn dùng mã này là mã tặng à. Comment mã này là mã 99k đi. Lân Thun này giờ không có hàng bán với chị em mình ơi. Chị em mình về thêm cái dây vô là được nhá. Size 60 vô tư con này. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã 99k luôn dùng con này đẹp hàng giả nhé. Chốt mã lưng thun dùng là được. Quần lưng thun rất là dễ mang. 99k. Hoa cúc size 27. Hoa cúc size 27 99k. 9%. Rồi lên cho mã hoa cúc size 27. 120. Chị nào lấy hoa cúc 27 28. Hoa cúc này có 27 và 28. Ai lấy hoa cúc lên hoa cúc 99 lấy nhé. Hoa cúc size 27 và 28. Chị nào lấy hoa cúc lên hoa cúc size 27 và size 28 đang có 2 nhé. Chị nào lấy hoa cúc lên hoa cúc giúp Nguyên.
Cái này có chỗ rộng rộng treo mấy cái quần jean này đẹp mà bán giá này treo lên. Rồi nhá, chị nào lấy 27 và 28 lên luôn dùng nguyên. Hai size về Bùi Thị Yến nè, tao có hai size về Bùi Thị Yến. Bùi Thị Yến hai cái luôn chị, hai cái luôn. Size L nè, con này chị nào cao người là 60 chị em vẫn mang được nè. Chút mã beo size L, beo size L 2958 cái không vừa, hoa cốc hết rồi. Nên chị em mình chắc này, lên luôn những mã L 120 còn con. L120 nhé, ai lấy L120 chút lên mã L120 nha. Đang có một con xây L mã 120 dùng nguyên nhé. L120, chị nào lấy L120 lên L120 hoa cúc luôn hết. Cái này lên cho mã này là mã theo xe bãi, theo trên lưng. Theo trên lưng, chị nào lấy theo beo cho chị Miên Thảo Đỗ. Beo cho Miên Thảo Đỗ, Miên Thảo Đỗ. Rồi nha, lên luôn những mã này là theo, theo chữ ở trên phần lưng và xe 27 nhé. Ống sung từ từ trần một xíu, lờ cũng hết rồi. Từ từ trần một xíu để cho nó hết luôn, dứt cái nào, dứt cái đó chị em mà nó cứ đổi mã cuối cùng nó còn lại lại lai nhất một đó. Hoa cúc đang còn size 6. Trời. Hoa cúc hết rồi nhá. Cái này là cái quần tutu á nè. Size 6. Size 6. Đẹp lắm. Size chị em mình tầm 50 đổ về chị em chút đẹp hơn ra mang thêm. Quần riêng nam em chưa về. Chưa về nhá, lờ em hết rồi. Chút mã này lên luôn những mã này là mã hoa cúc size 6. Hoa cúc 26. Theo 28. Theo 28 này đúng con. Á em đang mạng hồi nãy tặng 15. Tặng 15. Rồi nhá. Ai lấy cái này lên luôn những mã này là mã 28 theo LV đằng sau. Đẹp, toàn bộ hàng giảm nhiều hết. Các chị em mình con nào cũng như con nào hết, giảm nhiều như thế này. Những con quần giảm này mang sướng. Đổi theo hay vậy. Chị ơi, chị chốt cho chuẩn cho em đi. Giờ em không đổi qua đổi về nhá. Không đổi qua đổi về nhá. 28 thì Khánh Trang. Khánh Trang. Rồi lên mã trơn 26. Trơn 26 có 1 120. Đẹp lắm chị em. Sức nhẹ xíu chỗ này. Đúng không? Những cái dòng này vài hôm để chị em mình đi mua thì làm gì có được. Toàn giá 200 hết. Nè. Toàn bộ là hàng xịn hết chị em mình. Nhìn giãn này. Được chưa? Không, em không có quần đùi. Đây luôn những mã này là mã trơn size 6. Trơn 26 nhá. Trơn 26 đang có một, chị nào lấy trơn. Mã này áo hương mang chắc cũng không còn. Trơn 26, chị nào lấy trơn 26 lên trơn 26, đây cũng trơn luôn. Cho Bùi Thị Yến trơn 26. Bùi Thị Yến cái này mà về treo shop bán lên cao xíu giá này thì đã quá. Còn cái này theo 27 này chị nào chưa có lên nè. Theo 27, dạ ha. Theo 27. Theo 27 nhé, chị nào lấy theo 27 lên theo 27 dùng nguyên. Comment theo 27 luôn dùng nguyên. Trên 26 không còn cả. Theo 28. Theo 28 chút rồi không? Theo 28 chút rồi chứ. Theo 28 chút rồi. Ở cái này xây L này. Đây luôn dùng mã này mã L. Cái này lưng cao. Cái này chị em mình tầm 55 đổ về thôi. L nhưng mà form này nó ôm. Theo hết rồi nhá. Theo 28 luôn hết rồi. 26 hai cái này. Theo 27. Còn là theo 27. Theo 27. Con này trơn 26. Chút lên luôn những mã này là mã L dùng nguyên nhé. L này 55 đổ về chị em chút ok. L 55 đổ về. Chị nào lấy L 55 lên L 55 luôn dùng nguyên. L 55. Con này đẹp mà. Lấy cho họ nhân đẹp. Đấy. Quần bào nó đẹp ghê. Lưng cao chị Thuận Mai. Lưng cao trên cùng cho chị Thuận Mai. Ok Thuận Mai. Con này like lại một phát nữa mà khách không chốt là nguyên chốt luôn. Size 7. Theo size 27 thì chị. Theo size 27 cho chị Kim Tuyền Nguyễn. Theo 27. Kim Tuyền Nguyễn. Đấy, 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 đúng rồi đấy. Kim Tuyền Nguyễn. Cái này không size 27 lên mã 2 nút màu này đẹp. 2 nút dùng nguyên 120. Chị nào lấy 2 nút 120 chút lên 2 nút 120 luôn dùng nguyên. Rồi nhá, cái này cũng size 27.
thở không khí chứ đi chị ạ. Thôi, chí nữa trăng gần sao rồi. Size 27. Trơn size 27 luôn dùng nguyên. Trơn 27, chị nào lấy trơn 27 lên trơn 27. S còn 27 với S, cái kiểu gì like quần viên kiểu gì cũng chị em còn xuất chút cái to. Ồ, 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 cái này nguyên vừa nè. Size S. Có size hồi nãy có 28 hay 9 lần thì cái mánh hai mang size gì? Hai mang size gì? Size gì? Trơn 27 cho Bùi Thị Yến. Bùi Thị Yến. Rồi lên những mã này, lưng cao S 3 nút lại. Lưng cao S 120. Lời em hết rồi. Lời em hết rồi. Chắc cái này chưa ai chốt đúng không? Chưa cho em. Chưa cho hạng nguyên luôn. Ra vô chỗ khung nhất hạng nguyên nha. S cặp cao cho Bùi Thị Yến. Bùi Thị Yến. Cái này lên mã tua size 7. Này ngầu. Này ngầu này. Mã này mã tua size 7 nhá, tôi tua dưới này. Đẹp chưa? Cái này mít với dài thể thao thôi rồi. Nha, lên chung mã này, tua 27. Cái nó hai vợ chồng em nữa đâu đó. Thì phải là đi với thời trang hả? Không tình là không chào ông tình có 3 đôi, 4 đôi luôn hả? À? Hai đôi với ổng sẵn đôi nên là 3 đôi. Size 6. Chị hai mang size gì chị bán em lấy size. Vì cũng là cùng số ký nhưng mà nhiều khi cái bụng hoặc cái phần hông chị to. Đấy thì là nó theo size chị em mình cứ chọn size nào chị em chốt size đó. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này mã trơn 26 luôn luôn. 26 hay 70 ta? 26 không nè. Đây có con 28 nè. Đây một con 28 này chị em nè, trơn 28. Chị nào lấy trơn 28 chút lên trơn 28 luôn dùng nguyên một con. Nè, trơn lên cũng 28. Trơn 28 nè. Mã này mã kim tuyến. Ờ kim tuyến thì thôi rồi. Đây mới là 26 7. 29 ít lắm chị ơi. 29 ít nhá. Nha, rồi lên luôn dưỡng mã này. Trơn size 28 nè. 29 nè. Kim tuyến này nguyên còn 28. 29. 27. Cái này còn nguyên ri à? Ừ. 26, 27, 28, 29 còn một nguyên ri bò kim tuyến này. Kim tuyến nha. 26, 27, 28 và 29. Trời ơi. Con này thì nguyên có rồi. Chị ơi 120. Mã kim tuyến nặng đi luôn chị em. Mã này là mã 99k đi. Mã 99k kim tuyến nhá. Đẹp lắm. Con này đẹp lắm. Chị em mình mua quần jean kim tuyến là toàn là 180-200 thôi. Từ 26. Không có ông Loan. Em có ông Sung. Xíu này em sẽ lên ông Sung. Từ 26 đến 29. Chị nào lấy mã kim tuyến lên mã kim tuyến luôn dùng nguyên 99k. S lưng cao 3 nút làm gì còn à. S lưng cao 3 nút là cái nào? 2 nút thôi. Nút cho một cái chút rồi còn một cái để cho hạng cái này nguyên ri này cho chị Bùi Thị Yến. Cái này nguyên ri vào kim tuyến này cho Bùi Thị Yến. Bùi Thị Yến nhưng nguyên ri rồi nhá. Cái này đem cho mã tặng đùi 50 luôn đi. Hàng nào cũng xe 69k này, size 7 ống xuân rồi tội chồng xuống. Cái này bình thường cũng xe em mà là 69k này bán tặng luôn gì em mình bóc tay nhá. Đây luôn dùng mã này tức mã 50 thôi. Chị nào lấy mã 50 lên mã 50 đùi. 50 đùi nguyên ri nó bỏ ra Bùi Thị Yến kìa. Nó đổi cái size rồi nãy giờ em lên toàn 26 không? 26 không à. Người đi có đề xíu nữa đề chẳng như thích này. 26 trơn. 26 trơn, chị nào lấy 26 lên 26 trơn luôn dùng Nguyên. Cộng nó cũng 26 luôn. 26 trơn nha. Kim tuyến hết rồi. Quần đùi cho chị Thuận Mai. Quần đùi 50 cho Thuận Mai. Đùi 50 cho Thuận Mai. Rồi nhá, lên luôn dùng cái này size 26. Kim tuyến hết rồi nhá. 26, kim tuyến hết rồi chị ơi. Thấy chị khuyên Nguyễn rồi. Nha, cái này 26. Chị nào lấy 26 chút lên 26 luôn dùng. Cái này có CL này, một cái CL 30 nè, hồi nãy ai hỏi 30 nè. Đùi hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, hết rồi chị ơi. Lên mã nút. Nút CL. Cắt cá. Nó tình không vừa. Tình không vừa. Thế là tình 62 cái. Cái này có mẫu CM xong rồi cái này cọc nó cũng mình CM. Rồi nha, lên luôn những mã này size 2 CL. Cho chị em mà 57 58 đổ về là chị em mình chốt ok, chị em mình những đồ giản này. Nha, lên cho mã nút size 2 cái CL. Còn bộ cái này cái gì? Cái này
á. Nút cho chị Hồng Vân. Nút cho chị Hồng Vân. Rồi size 30 này. Size 30 có à con. Đây mã 30. Ôi trời ơi. Ai dùng size 30 sắp hai con này. 30 sượt chị em mình nhìn cái chất ring của nó. Size 30 nhá, toàn bộ giãn nhiều như thế này chị em mình ơi. Lên mã 30 giúp Nguyên. 30 có một, chị nào lấy 30 lên 30. 30 giúp Nguyên nhá, một, chị nào lấy 30 lên 30. Rồi nhá, size 27 theo. 27 theo. Lên nhanh nhẹ cái mã này. Tìm có luôn cái mã váy lanh đằng sau nó còn mấy con bán chạy hơn hết. Tính là like hết hai cái ba lần lẻ mà cuối cùng mớ phải cái mớ ring nè. Chân tâm bơi ổng tâm bơi. Rồi nha, lên luôn dưỡng mạng 27. Ủa xe 30 chị em mình không chút à? Rộng với chị Hồng Vân không? 52kg mang CL rộng chị phải biết được chứ mình hay mang cái gì. 52kg đang mang CL được. Xe S nè. Nút không, nút CL tầm 57 đổ về. Tầm 57 đổ về. 27 theo gì Nắm Thảo. Nắm Thảo. Nắm Thảo. Xe S 30 cho chị Quỳnh Hương. Cái này ở đâu rồi? 30 Quỳnh Hương. 30 Quỳnh Hương. Cái gì cặp này ở đâu? 30 Quỳnh Hương. Cặp đồ nam này. Hỏi Duyên 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 Duyên. Chị ơi chị hai mang size gì? 62kg con nó nãy giờ rồi. Tùy vòng mông, tùy vòng eo. Chị hai mang 30 thì chốt 30 giùm em nha. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Size S, con vô này đẹp. Size S 52 đổ về, con này đẹp. Lên mặt S rách. Con nói rồi chị em mình hai mang size gì chị em mình chốt size đó cho nó dễ. Cũng là 59kg. Nhưng mà có người bụng to, có người bụng vừa, có người mông to. Đấy này là chị nào hai mang size gì chốt size đó cho nó chuẩn. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái mã nè. Comment mã này là mã F, size này 52 đổ về là ok nè. Con này giả nhiều, form này đẹp. Chống quần tâm boy. Chống quần nhắn boy. Le có một con. Le được sáu một con. Le size nhỏ nè. Le size S. Le SM được hai con. Le SM. Trời ơi, giờ thì con này hơi bị hiếm đó. Le có size S, size M. Ôi là đẹp chị em mình ơi. Đúng ai, dòng lan này chị em mình đi mua 200 mấy mới ra được con đúng không? Này. Đẹp lắm luôn nhá, lên luôn dùng mã loa S và loa M. Đúng ai nhá, chị nào lấy loa lên loa dùng nguyên. Loa SM được hai. Ai lấy loa lên loa dùng nguyên nhá. Chị em mình những cái dòng đó là mang xây gì chút xây đó bỏ của chị Quỳnh Hương ra đi. Quỳnh Hương giờ không chắc là mang được xây gì nữa, thôi bỏ ra đi. Bỏ ra đi chị. Rồi con này lên mã 29. Xong mình có còn cái máy cái váy làm chỗ nó trong đẩy luôn gọn cho nó gọn cái chỗ nó để được hàng khác. Size 29 luôn dùng nguyên. Chị nào lá 29 lên 29 luôn dùng nguyên nhá. Tương tác lên dùng nguyên trẻ mình ơi. Lên luôn dùng nguyên nhá. Tương tác lên luôn dùng nguyên. Chia sẻ phát nữa, chưa ít quá. Rồi nhá. Lên luôn những mã này là mã 29. Comment lên 29 ta luôn dùng nguyên. Rồi cái nào vẫn còn được mấy con thôi. Không, cái nó là bộ rồi. Cái này vẫn còn được vài con, tặng nó luôn cho dễ mình mã này. Hàng này là hàng nguyên sale 55k. Hàng này là hàng sale 55 còn sót được vài con. Váy lanh luôn dùng nguyên nhá. Váy lanh luôn dùng nguyên, size này chị em 60 vô tư. Thực ra cũng còn được vài con. Có màu này màu cam ít màu cam thôi. Lên luôn những mã tặng váy lanh nhá. Bán tặng luôn dễ mà nót luôn. Tặng 30 luôn đi cho nó gọn. Tặng 30 luôn đi cho nó bay nhá. Được rồi, cái màu vinh qua đây chị bay hết nè. 30 chị Quỳnh Hương vừa. Sai chính vậy thương Nguyễn. Cái chính đâu rồi trời. Quỳnh Hương mở ra rồi. Chị bảo chị vừa. Vừa chạy gắn ra. Có 29 hồi nãy em vứt 29 ra đâu. 29 ra đâu. Con bộ hàng giảm nhiều hết. Giờ không biết 29 ở đâu. Tặng nó luôn cho chị em mình cái này. Toàn bộ là hàng giảm hết. Bán tặng luôn chị em mình con này luôn. Tặng 30 luôn dùng nguyên. Tặng 30 nhá. 29 gì thấy đổ. 29 thấy đổ. Hồi nãy giờ nói thế chị em mình không hiểu.
tặng 30 luôn, dùng nguyên nót, hàng này hàng nguyên sale 55 gram, không bao giờ nó điêu hết. Thực ra size 60 vô tư luôn, size 60 vô tư cho chị Quỳnh Hương một con, Như Hà con, Quỳnh Hương Như Hà. Quỳnh Hương Như Hà Khánh Ca, Quỳnh Hương Như Hà Khánh Ca, Mỹ Lê Đoàn, Mỹ Lê Đoàn Thảo Nguyễn. Rồi ok, chị nào chưa có cái này lên, rẻ quá, mua nó thật sự luôn, không đủ tiền công mai đâu. Riêng cái mã này bán không đủ là tiền công mai đâu. À, đặt lại sale 55.000. Đấy, vô tư là những cái dòng này là nguyên để qua năm muốn bán vẫn được. Vì nó quá là rẻ, nhưng mà chặt chỗ quá, không có chỗ để chứa trẻ mình đâu. Nha. Nên là bán tặng nó tôi trẻ mình luôn, Thảo Nguyễn. Mỹ Lê Đoàn có chưa? Khánh Trang có chưa? Thi Thiên Nguyễn có chưa? Thi Thiên Nguyễn cái nữa. Biển Lặng cái, Hiếu Võ cái. Rồi ok, chị nào chưa có cái mã này lên luôn, những mã này là mã tặng 30. Tặng 30 nhé, cho lên một mã chip nữa nè. Cho lên một mã chip nữa nè. Hiếu Võ, Biển Lặng. Cho nguyên chippy. Chippy này còn chưa up lên nữa, chippy này đẹp quá. Cho mã chippy và một sách tắc nữ ấy nữa nè. Chiếc cặp bi á, ừ. Chiếc cặp bi á. Ờ. Còn một cái này. Rồi ok, lấy bán tặng cho trẻ mình mã này. Mã này như là mấy tháng trời. Đúng mấy tháng trời mới có cái này vậy hà. Chiếc này đẹp. Còn bộ mình phải tháo hộp, bỏ hộp ra hết. Đây dẻ mình. Con này thì vô tư đến 65 vẫn mang ok. Đây dẻ mình nhá. Cái này vô tư dẻ mình đến 65. Mã này dẻ mình thấy không? Toàn bộ hàng này là hàng 149.000 mà không cháy hàng. Cái này chắc là tầm 3 tháng rồi giờ mới có hàng. Tầm 3 tháng rồi mới có hàng. Con này vô tư đến 65kg vẫn mang được nhá. Không, không mà. Hàng ấy, hàng nguyên sách 10. Nguyên sách 10. Hồi kia, nguyên sách 10. Cái này nguyên đi luôn cho dễ mình là nguyên set này 10 cái. Ờ đó 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 cái này. Nguyên set này là 10 cái luôn dùng nguyên và size 65 vô tư. Nha, dòng này 65 dễ mình nhìn toàn là màu đẹp. Toàn là màu đẹp thôi. Hàng này hàng nguyên sale 149k. Nguyên đi luôn cho em mình mã này. Nguyên đi luôn cho dễ mình mã này là mã 125k. 10 con. Bao rẻ, con này nó thật bao rẻ luôn. Này chị em mình nhìn cặp của nó này. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn, dùng mã này là mã tặng 125. Hẳn 10 con luôn chị em mình ơi. Hàng này là hàng sale 149.000 đó chị em mình nhá. Đây chị em mình nhìn chắc này. Nó giãn và toàn bộ ở trong của nó là lớp lót kháng khuẩn nha chị em mình ơi. 125.000. Được chưa? 10 con. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã chippy 125 10 con. Cái gì? Thì kiểu gì không ấy? Cả ngày tiếp xúc cả ngày mà. Phải chịu chứ. Chịu chứ đang gì. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 125. 125. Cái này chị em mình yên tâm đi, chắc bao xuống. Toàn hàng một. Em không có đâu chị Phạm Nụ ơi. Trừ em chưa có đâu nhá. Chị nào lấy cái này lên mã 125k luôn dùng nguyên một set 10. Hàng này xịn sò, hàng này toàn bộ là hàng 125, à quên, 149.000 luôn đang chạy. Rồi cho lên cái này, cái này có ít. Đây rồi. Chiếc này. Ăn à tắt. Hỏi khách hỏi bữa giờ. Khách hỏi bữa giờ đi. Có cái cọc gì lẻ lẻ không ta lên bài cọc lẻ lẻ lẻ. Đang lên mấy đồ bộ lẻ chị lâu ta lên. Bộ à. Quỳnh Dương tiếp. Cái này thôi rẻ. Không rộng chị ơi, cái này nó coi giãn theo phô. Và toàn bộ là hàng kháng khuẩn hết, 65 cái chị em vẫn mau ok. 65 vẫn mau ok. Trời ơi. Cái họ tắt lớn nè, cái này đi luôn chị em mình bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn, cái hàng này giờ chị em mình đi ra ngoài người ta tách lẻ ra là 15, 18.000 một đôi. Hàng này hàng tắt người lớn nhá. 15, 18.000 một đôi như chị em mình á. Cái này lên bán thẳng luôn chị em mình, cái này đi combo 10 nhá. À tách 5 đi ta. 10 nhưng mà màu lạch. Nít thì dễ chứ còn người lớn là màu lạch.
Còn màu lập nhau 10 cái nhưng mà lập màu có 5 màu thôi. Cái nào cũng đi luôn chị em mình combo 5 đi. 125 cho chị Thanh Tuyền. Cái nào cũng tại đi luôn chị em mình combo 5 nhé. 5 đôi tắc người lớn. Cái này cũng sẽ đi combo 5 nhé. Tại vì là nó có màu lạc một cách 10. Nhưng mà toàn bộ ví dụ là 2 đôi này cũng sẽ đi luôn cho dạy mình luôn. 49.000 hẳn 5 đôi. Khỏe chưa? Hàng này phải mua 15.000 đôi dạy mình. 15.000, 18.000 một đôi nhé. Được chưa? Cái này cũng sẽ đi luôn cho dạy mình là 49.000 hẳn 5 đôi. Mua này lợi dạy mình. Mua này quá lợi luôn ý. Cặp bi cho chị Phương Thủy này. Thích cặp bi cho chị Phương Thủy. Rồi lên cho mã này là mã tắt luôn dùng nguyên nhá. 49.000 năm đô. 49.000 năm đô luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi, ơi còn bộ lại chuyện sọt hết. Hàng này chuẩn hàng 15.000 một đô, 18.000 một đô. Chị em mình đi mua lại ra. Chốt mã 49.000 năm đô. 49.000 năm đô vậy Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Được chưa, chị nào lấy cái mã này lên mã tắt 49k luôn dùng nguyên. 5 đô, rẻ quá. Mua mà mua mua set một combo này rất là lợi đấy chị em mình. Được chưa, chị nào lấy cái này lên cho mã tắt 49.000 năm qua nhé. Còn bộ lại lại cho em lên xíu nữa rồi nha. Cái gì Khánh Trang Huỳnh Châu. Khánh Trang Huỳnh Châu đẹp lắm mà siêu rẻ. Cái này chị em mình đi mua 15.000 một đôi. Cái gì Thanh Trung. Cái này chị em mình mua 15.000 một đôi. Giờ mua giá này bèo nhiều quá. Được chưa, chị nào lấy tắt thì cứ lên luôn dùng mã tắt luôn dùng nguyên nhá. 49k thời Trần Thu. Thôi thôi đi đang có đơn. Thời Trần Thu, Thanh Trung, Trương Thị Tâm, Thị Thảo Nguyễn. Rồi ok nhé, chị nào chưa có tắt cứ lên tắt luôn dùng đi nhé. 49.000 năm đô rẻ. Ok, hai set cho Trương Thị Tâm. Ok chị Phạm Nụ. Kim Trường Nguyễn có này. Thảo Nguyễn, Trần Thu này. Áo gì chị ơi, lên áo nhưng mà là áo gì? Bộ này còn một bộ xây mờ nè. Tới 55 đổ về. Căn váy em sợ không? Tất Nam có. Tất Nam cũng 49.000 năm đô. Tất Nam cũng 49.000 năm đô. Cái nào cũng còn size dành cho chị em mình 55, 57 đô về. Đang còn một bộ. Chiếc mãi cho chị Quỳnh Hương đó chứ. Chiếc Quỳnh Hương có rồi chị Quỳnh Hương. Rồi nhá, đây luôn cho em mình bộ này. Chốt mã này là mã tặng 75 nó còn một set. Còn một set xây mượn tặng 75 nhá. Tặng 75, con này chắc hơi sướng luôn. Con này chắc hơi sướng luôn. Bộ chữ nổi đang còn một bộ. À không chị ơi, trưa nay em không lên đồ bé trai. Trưa nay em không lên đồ bé nhá. Rồi nha, lên chốt mã này mã bộ chữ nổi. Bộ chữ nổi này size dành cho dẻ 52 đổ về. 75 cho Trương Thị Tâm. Trương Thị Tâm, tay dài, tay là có bộ dài, tay ngắn, tay không có chị ơi, có xịt, không, à không xịt nam chắc là nguyên còn ít, xịt không hơn còn ít. Rồi giá lên cho mã tặng chữ nổi 60, tay dễ mình 52 quay đầu, con này chắc của nó là chắc có tông tàu, chữ nổi 60 cho 52 đổ về nhé, tặng 60 nốt luôn. Ai lấy chữ nổi lên chữ nổi luôn dùng nguyên, chữ nổi này có một bộ, ai lấy chữ nổi luôn dùng nguyên nhé, đây một con quần con sở. Quần công sở sai gì đây, sai gì đây bị rớt nút. Ship nữa. Cái gì chị Hà Trinh ơi? Chân váy mình còn nhưng không biết ở đâu chứ. Đúng đấy chị đâu chị nói, tại sao e bảo qua cái bên kia. Không biết chỗ mua hết à. Ủa cái này nãy giờ thấy cắm pin mà ta. Trời ơi. Còn có 10% pin. Vậy cái này vô đai mà ra. Nhưng mà gắm qua cái điện thoại đi. Ừ, cắm cái này. Rồi ok được rồi. Cái bộ chữ nổi. Quần lót nữ à, quần chip nữ còn mẫu nào không ta? Chữ nổi cho ai ha? Chữ nổi chị nào lấy chữ nổi 60 lên chữ nổi 60 cái này bán tặng nè, cái này nó rớt một cái nút. Để mình đi đóng lại dùng nguyên nhá. Đóng nút dùng nguyên. 50.000 gì đấy. 50.000 gì đấy. Ta dễ mình 50 quay đầu. 50 quay đầu chị em cứ ok, lên luôn dùng mã này mà rớt nút tặng 55. Tặng 55.000 luôn.
rớt nút nhá, trẻ mình đi đóng cái nút này có 50.000 chứ mấy nhá, bán tặng cho trẻ mình 55k. Chị nào lấy mã tay lên mã tay luôn dùng nguyên 55, rớt nút cho tiết mùa đông 55, tiết mùa đông 55. Rồi xét bộ này, cái này xinh nè, cái này là lụa xịn luôn, lụa xịn nhá. Sao trẻ mình 52 quay đầu, 52 quay đầu, nó còn lại tải thôi, 52 quay đầu. Cái này sale bao nhiêu tiền ta? Sao nó luôn chị em mình, mã này là mã 69k đi, cho nó bay nhé, 65k đi, đi cho nó bay, 65k luôn. Hàng này hàng xuất người ta bán tiền trăm thôi, kéo sau nhé, quần tung bộ lụa luôn, dùng sách lụa tặng 65 và xe 55 đổ về. Trên mã sách lụa quần của nó là quần tung như thế này nè, quần tung. Lên luôn những mã tặng lụa 65, sách này đẹp này chị em mình. Ủa sao sao Diễm Nguyễn này thấy nhắn qua nhắn chị, chắc là nó không có đâu. Ôi, xây mờ, xây trẻ mà 55, 57 đổ về nhá. Đùi vậy, 55, 57 đổ về, chắc của nó là chắc quất tông tàu. Bán tặng luôn cho trẻ mình cái này luôn, 75k, quất tông tàu nha, xây 55, 57. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã bộ đùi, bộ đùi nhá, 75. Chị nào lấy bộ đùi 75, chúc lên bộ đùi 75 luôn, dùng có một. Bộ đùi 75 có một, cái này còn một bộ này. Chị em mình cái... 65 là gì ta? 65 thì chị báo mới. 65 thì báo báo mới. 75 thì Thảo Ngân. Rồi nhá, lên luôn những này. Thảo Ngân. Rồi nhá, đây này chị em mình nè, cái này toàn theo nhá, toàn theo. Tay chị em mình 57, 55, 57 đổ về. Lên luôn dùng mã theo đen 75k luôn. Bộ này vải đẹp nè. Vải đẹp, bộ nó bộ lụa. Bộ nó là bộ lụa xịn. Nha, lên luôn những mã này 75k luôn dùng nguyên. 75k giúp nguyên nhá, 75k đen theo, xanh nó luôn chị. 75k đen theo, xanh này cũng còn 2. 75k. Đây 55 đổ về, 55. Cây mờ. Mờ xanh luôn. Mờ xanh 75 luôn, chắc này đẹp lắm vậy mà nó. Còn theo nhá. Mờ xanh 55 đổ về, chị nào cao lên 57 nhá, mờ xanh 75. Cái này giá này là sale luôn cho nó gọn, thứ có cái đâu. Nha, chị nào lấy mờ xanh lên, mờ xanh này đẹp. Mờ xanh 75, đây còn bộ nữa. Cũng xây mờ luôn. Hai bộ này xinh này chị em mình. Thế đa số khách nhà Nguyên Lan thử bộ này sắc hết. Xanh 75 nhá, bộ này chắc đẹp. Mà xanh cho Trương Thị Tâm một bộ, còn một bộ mờ xanh. Còn một bộ mờ xanh, cái này là Trương Thị Tâm nhìn em. Còn một bộ mờ xanh, chị nào lấy mờ xanh lên mờ xanh luôn dùng Nguyên 75. Mờ xanh 75 Nguyên đang còn bộ, chị nào lấy chốt. Có cái áo thun hồi nãy giống Nguyên mang bên kia còn mấy cái này. Không có tông tàu. Hình tay à, hình tay góc ngôi duyên này, hình tay góc ngôi duyên duyên này. Cái này còn máy xếp. Đây, ngay cái cây này này vô. Đây, ngay tay luôn, ngay tay phải dưới, dưới một ngăn, đó, đó. Rồi lên luôn những mã tặng xếp, hàng này hàng sale bao nhiêu tiền ta? Xe 55 đổ về. Bán tặng luôn chị em 79k đi cho nó gọn. 79k đi cho nó gọn nhá. Chị nào lấy set lên set 79. Set 79, đừng bỏ cái này gì nữa. Set 79. Màu xanh rồi đúng không? Set 79, coi ở quần tay đâu cho em xanh đi. Chân váy nè, chị cứ gái cho em đi. Để quần tay cho em xem. Quần tay quần công sở coi trong góc nó đâu. Cho em một ít nữa xem. Chị nào lấy set 79 lấy set 79k luôn dùng đi. Set 79, tay còn một cái này, tay S. Ôi cái bộ này thôi rồi. Tay 52 đổ về. 52 đổ về. Comment mã bộ ngựa dùng nguyên nhá. Hàng này là hàng set 79 cái chị Hoa Trần. Hàng này là hàng người ta đang xỉ vô 155.000. Nha, ở ngoài. Chốt mã này mã ngựa tay 52 đổ về. Ngựa 52 đổ về. Nguyên đây luôn trẻ mình mã này 79k lót luôn. Comment mã ngựa 52 đổ về. Nhớ luôn dùng cái size nhá, 79k lót luôn. Này là lụa xịn nha. Lụa xịn và nguyên set này là hàng 155.000 sỉ. Đấy, chị nào lấy mã này là mã bộ ngựa luôn dùng nguyên nhá. Ngựa 79. Chúc lên ngựa 79 dùng nguyên. Hay còn một ngựa 79. Là nguyên ri à? Là
không vừa chợ, em đọc cái size rõ ràng mà. Số ký như thế nào em đều báo hết. Thử gì cần thôi. Thử size S thôi. Người chỉ có size S thôi. Không có 55 chợ. Không có 55 nhé. Rồi nhá, cái này cũng có một 2X nè. 1X nè, 79 cái chị Như Hà. CL nè. CM, CL, CXL và 2XL cho các bạn. Chốt mã này là mã tặng 60 luôn. 2XL vậy em đến 60 nhé. Cái này ngang với lại SMLXL đây nè. Mã này là ngang với SMLXL, cũng có M, L, XL và 2XL nhé. Tặng 60 luôn dùm em. Trời ơi, con quần này thôi rồi luôn. Đẹp hơn cả Vitex nhé. Cái này thì đẹp hơn cả Vitex nha. Đây luôn những mã tặng công sở 60 luôn dùng nguyên. Kèm size nhé. M, L, XL và 2XL ngang với SML. Chị em mình hai mang size nào xuất xe đó luôn dùng nguyên nhé. Theo chị em mình con này siêu rẻ luôn. Tặng 60 luôn dùng nguyên, đảm bảo dòng công sở này thì không ai bán nhé. Bây giờ đi xỉ ra không được giá này rồi nhá. Chốt mã này là mã 60 luôn dùng nguyên. Em like chỉ có mỗi size S mà chị ơi. Chị em mình coi like kỹ luôn dùm em đi. 58 thì chị Hà trên 1m63, 58 lấy sai 1X thôi. Đâu, có đây 1X thôi. Ai? Thì chị Hà trên 60 thôi. Hà trên thì Tâm phải lấy 1X. Thì Tâm lại thấp. Đưa chị cho 1X trên thì Tâm 2X cho chị Nam Hòa. 2X cho chị Nam Hòa. CM cho chị em tầm 50 đổ về. Là chị em một chút đẹp, 50, 52 đổ về chị em chút đẹp nhá. Không có màu đen gì ạ. CL cho chị Thư Nguyễn. L cho Thư Nguyễn. Thì em đọc sai hết mà. Cái nào có sai em đọc sai hết. Em nói cái đó chỉ có mỗi xe. Thấy còn không chị cứ việc gì cần. Không, ở trên đây em là còn gì đó. Đang thấy thì chị cần 60. Con này mà xăng giá 60 thì dễ mình không mua tiếp. Rồi nhá, ai chưa có thì lên luôn những mã này, mã công sở 60 kèm luôn dùng lên cái size. Nguyên đang còn size L cho chị em mình 52. 52 và cao 55. 52 cao 55. L Thư Nguyễn có rồi. Xanh mời chị Như Hà. Xanh mời chị Như Hà. 60. 2X luôn hết nhá. Thấy thế còn gì? Ít lời cho chị Trần Thị Kim Thoa. Như Hà gì đi. Trần Thị Kim Thoa. Không có Như, không phải mẫu khác à. Kim Thoa khác à. Thế ít lời hết rồi. Còn này một xanh đen. Xanh đen có L và ít lời, hai con thôi. Xanh đen đang có hai con xe L và xe ít lời nhá. Giá cũng lên trẻ mình mã này là mã 60 luôn. Xanh đen này cũng có hai con xe L và xe ít lời nha. Ai lấy mã này? Đây bộ công ty ở trong này rồi chị. Để riêng rồi. Cái nào nguyên có size L và size XL thôi. Rồi chị em mình 52 cao 55, XL chị em mình 57, 58 độ về nhé. Chị nào thấp người thì 55kg, nhất lên size XL nhé. Nha. Đấy, chị nào lấy cái này lên. Em bỏ ra rồi nhé. Trời ơi, chị em mình nhìn. Toàn bộ là hàng xịn hàng người ta may này chị em mình. 70.000 thì là không có 6. Ô, hồi nãy em sao quá chị. 60.000 nó không đủ tiền công may nha. 60.000 không đủ tiền công mai, chị lấy CM thôi chị ơi. Kiều Trần ạ, công sở 45 chứ chị lấy CM thôi nha. Lên trong mã này mã xanh L và xanh XL, không đủ tiền công mai, đảm bảo là chị em mình đi mai mai không 101 tiền công, nhưng mà form nhiều khi không đẹp. Thôi đi sửa, đây sửa về. Được chưa, chị nào chưa có cái này lên thì nguyên nhé. Đó là chị. Cái này có cọc màu đen, CM hết nè. Đen mờ. Xanh XL gì Trần Thị Kim Hoa. Trần Thị Kim Hoa. Xanh CL cho Hương Võ. 60. Hết xanh nha. Nguyên hết xanh nha. Đây này mã loa Nguyên up lên trang cá nhân đi chị em mình. Loa này up lên trang cá nhân này, còn CM. Còn CM. Cái này đang có đôi giày cao cao nữa thì thôi rồi nè. Loa có up lên trang cá nhân này.
la sale 70 nhé. Cọc này đang còn mỗi CM. Quần loe, cái này mang đôi giày cao cao nữa lên thôi rồi luôn. Em đang mang con chân váy nữa. Ồ, cô này thôi rồi, đẹp chứ vậy mà nó ơi. Chạy nhìn cái ống này. Thấy cái chân dài miên mang luôn. Cái này mang đôi giày cao cao nữa thì thôi rồi luôn. Chị em mình những phô quần. Cái này cốp lên trang cá nhân, xây mờ ngay. Chị em mình eo tầm 70 đổ về. Ba con quần loe nè. Cái nó còn lẻ tẻ sai thế này thôi. Lên luôn chị em mình. Cái này không đứng lên cao được. Chị em mình thấy cái phô quần đẹp quá. Phô quần đẹp lắm luôn. Quần này dạng quần loe nhá. Quần loe. Nha không đi luôn chị em mình. Mã này mã 70, 53 cái không vừa. 53 cái không vừa nhá. Tầm trẻ mình 50, eo 70 và vòng mông 94 đổ về là chút ok. Nha lên luôn dùng mã loe M 70k. Cái này có lên trang cá nhân, khách hỏi nhiều cái mã này. Mình còn ở CM. Ba con này CM. Không hết xe lớn rồi chị ơi, cái này không thấy được cái quần. Xe lớn rồi qua chị nào khác. Loe, chị nào lấy loe lên loe dùng nó 70 CM. Chị nào lấy loe CM, chút loe CM luôn, cái này không còn xe bự. Nha, ai lấy loe có được ba con quần loe CM. Cái này nó cũng là quần loa đấy chị. 3X, 1X, 3X, 3 cái, 2X. Còn hàng này là hàng nguyên sale 89K ấy. Đây nè, màu nâu. Loa nâu này. Đứng nó sập ghế, sập bàn. Bàn này tình ngô làm bằng nhựa thôi. Đây, thương Nguyễn. Đẹp lắm, phô quần đây chị em mình. Bao nhiêu tiền? Đây mang hẳn hai cái chân váy ở trong nên là hơi bị cộm chỗ này. Cái này nè. Bao nhiêu tiền? 70 chị. Cái này cũng đang mang cái chân váy ở trong này, nhìn nó hơi bị cộm cộm. Đấy, để mình nhìn cái phông quần. Đẹp chưa? Mang cái này tự nhiên thấy chân dài miên mang luôn. Mét rưỡi mà như ra mét sáu luôn. Rồi nhá, cái này cái gì chị? 2X, 3 cái, 3X, 1 cái. Cái này có xe bự. 3X thì chị em mình 60 vô tư. Phải hàng này, hàng cũng sale 89 không chị em mình nói. Hàng này cũng sale 89K, lẻ tẻ ra cũng sale luôn chị em mình nói 70. Màu nâu này, trẻ mình cái phô quần. Không đủ tiền công mai. Giờ chăng lên xem thử. Ở trong một biết ở trong đang mang một cái quần váy kêu phát lên cái này. Không dơ chăng lên được luôn ấy. Đang mang ở trong cái váy mà. Mà sỏ đại như vậy mình nhìn cái phô. Rồi nhá, lên nâu luôn dùng em. Nâu XL. XL. XL em chạy tại một đó. Dạ. Trần thì kim hoa. Ừ, để nó chạy. Trời ơi. Trần thì kim hoa. 70k luôn. Còn xe 3X chị em mình vô tư 60 nhá. 2X nhá. 2X tầm 57, 58 đổ về. 58 đổ về. 60, 62 chị em mình văn văn được con le này. Chị nào lấy le nâu, lên le nâu đi. Nhìn đẹp lắm. Le nâu nhá. Chị nào lấy le nâu kèm xa luôn nhỉ. Bán tặng nót luôn chị em mình luôn. Giá giá này là giá đẹp rồi. 70k. Hàng hàng sơ 89. Rồi cho lên ít góc phong nữa. Không luôn nha chị em. Có cái này chị? Gì? Còn CM nữa à? Ở trên này em nhớ còn bộ ở đa tin này chị. Trên cái nào còn bộ? Bộ đó kìa, anh nhớ trên dạ. Cái còn hai bộ đó kìa. Ngay chỗ cáo đầm này. Trời ơi. Loe luôn nha, 70k luôn dùng nguyên size vậy. Mình con này chị em 52 đổ về. Cái này 52 đổ về chị em chút đẹp đó. Nha. Cái này phô này nó to đạp phô kìa xíu. Nè, chị em mình nhìn cái độ rũ quần. Vải này là vải công sở xịn luôn. Nhá lên xuống mã le M. Le M 70k nó, chị nào lấy le M. Lên le M. Con len ít đó phong nữa là ngưng nha chị em mình. Len ít phong nữa là ngưng nhá. Chân váy nguyên mang hết rồi. Chân váy nguyên mang hết rồi. Le cho chị Thảo Lan. Le M hả? Thảo Lan M đúng không chị Thảo Lam ơi? Lai M cho nhắc Phương. Thảo Lam. Thảo Lam nhắc Phương. 70k luôn chị. Còn xây mùa đó. Con lai này đẹp lắm. Vải của nó là vải công sở xịn. Chị em mình nhìn cái độ rũ của nó là chị em mình biết. M nhá, xây M, xây 52 rồi về chị em mình nào. Ok, con nó phôm nó to hơn con đang mang xíu. Rồi ok, qua nhá, lên ít góc phong rồi nha. Quấy góc phong rồi nha. Còn chị Khánh Trang, ừ có. Le cho chị Ánh Tiếp Lê Thị.
đang giải tiếp Lê Thị đi đơn rồi nhé. Nào không có xe mờ chưa? Quần chip còn mẫu chưa nè. À, cho nguyên cái mẫu chip vuông. Chip vuông ấy. Chip 105, 109 gì đấy. Còn ít. Phải đuổi luôn còn ít. À, bây giờ. Thế. Chip loại xe 100 lẻ mấy gì nữa. Đuổi dài hả trên nó không biết còn đuổi gì. Ở trên cầu thang không biết là đuổi gì. Cũng còn đuổi nhưng không biết đuổi gì. Lạnh rồi à. Lai gì Thảo Lam có rồi gì Thảo Lam không? Cái màu vuông vuông hồi tối lai là cái này. Cái con này đẹp nè. Thứ còn cái cá thôi. Cái này thứ còn cái cá này hôm nay luôn trẻ mình là 49k. Đây luôn giữ mã hình luôn dùng lên nhé. Hình này còn được 3 cái nè. 2 trắng và 1 đen. Rồi chip nó đấy. 2 trắng và 1 đen. Chị nào lấy cái này lên mã hình luôn dùng nguyên nhá. Hai trắng và một đen. Hôm nay 60 chị em mình mang đẹp. Cái trong mình xét đó, mình xét. Lấy luôn dùng mã hình, hai trắng và một đen. Con này tặng 20 luôn. Con này thì tặng 20 luôn. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 20 dùng nguyên nhá. Comment lên tặng 20. Hôm nay chị em 60 vô tư. Tặng 20 nhá, 60 vô tư. Tặng 20 luôn dùng nguyên. Cái gì hoa xà. Chị em mình hai thiệt đấy chứ. Không, hình đen vậy đây này. Cũng lên tự nhiên tự chị em mình tự chốt, chốt xong lại cứ sợ, sợ không vừa, sợ không vừa. Rất là mệt. Cứ lai xong cứ sợ không vừa cứ bỏ ra. Đây nó lấy con chín nè. Con chín nè. Hai mươi bỏ cho chị. Hiếu bỏ có đơn chưa? Rồi. Bỏ chị Hiếu bỏ. Trời ơi. Đi đơn rồi chị Nguyễn Thị Nhung ơi. Công đơn sao thôi toàn bộ đơn nhà Nguyễn Chúc ok là đãi đơn shipper lấy rồi. À còn chưa đợi đãi pha shipper lấy rồi. Con này á toàn bộ là hàng kháng khuẩn. 20 chút rồi đúng không? Toàn bộ là hàng kháng khuẩn, hàng này hàng rất là xịn luôn, hàng người ta bán như vậy mình 7985.000. 5 con. Cái này mua sạch có tất 5 nhá, chị em mình lên luôn những mã này. Nếu như là 520 hết rồi. 5 Nguyên sẽ đi luôn cho chị em mình là 59k 5 con nhá. Còn chị em mình tắt set 10, à lấy set 10 sẽ là giá của nó là sẽ là 105 hay 109 nữa nè. 105.000 10 con, chạy có 10.500 con. Trời ơi, đây chị em mình có tông xịn, cây dạng này coi giảm nhiều lắm luôn ấy nhá. Lưng vừa chị Hà trên đó. Lưng vừa. Cái này bao xịn luôn. Có chip gen lưng cao không? Lưng cao hồi tối mình còn máy xét nè. Lưng cao 125 một xét nó còn máy xét. Đây chị em mình nhìn cái này giảm nhiều lắm. Chị em mình 60-62 vô tư. 105.000 một xét 10. Rẻ chưa? Không ai bán giá này đâu chị em mình đó. Người ta bán chip người ta không bán giá này đâu. Người ta đang tách lẻ. Tách lẻ vậy mình cảm giác là nó rẻ hơn. Nhưng mà người ta bán 85.000 một xét. 85.000 một xét. Có chỗ người ta bán vậy mình 80.000 một set thì sao ra một set chị em mình mua là giá 160.000 rồi. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã này, nếu như 5 con sẽ là giá 59.000, 10 con sẽ là 105.000. Cái này thì là những cái này về nhưng mà vẫn chưa up lên trang cá nhân. Chưa up lên trang cá nhân. Đây chị em mình này. Cái này chị em mình về chị em mình ngắm xíu nước vô là nó sẽ hiện lên cái lớp nano kháng khuẩn. Cái này toàn bộ là hàng kháng khuẩn hết nhá. Chị nào lấy mã này lên, cái này rẻ lắm. Nó thật sự luôn, bao giá luôn. 105 10 con. Chạy chỉ có 10.500. Chị em mình mua bèo bèo rẻ rẻ người ta tách người ta bán vậy mình 25.000 con. Nếu người ta bán lẻ tách lẻ từng con là 25.000 một con. Nha. Hôm nay luôn chị em mình mã này là mã 109k 10 con. Nhớ luôn dùng nguyên nhớ cái số lượng đằng sau. Lưng vừa chứ không phải là lưng xệ đâu. À không phải lưng xệ. Lưng xệ là chị em mình mua hàng ren hàng đồ kia. Không phải lưng xệ nha, lưng cao đấy. Cũng không cao quá. Vừa phải nha. Những cái con này chị em mình mua nguyên sách nó rất là lợi, chị em mình tính ra đi, không lên đồ bé đâu chị ơi, em không lên đồ bé, tính ra mua, tính ra từng bộ thì chỉ có từng con thì chỉ có 10.500 một con, còn người ta đi bán lẻ ra vì lâu lâu người ta mới có khách, người ta bán lẻ ra con 25.000 là chuyện bình thường đấy. Rồi nhá. À chưa có nơi lên sách chip luôn, dùng còn là màu đẹp.
toàn là màu đẹp nhá. Nè, cái này là 10 con nhưng mà là sẽ có màu lặp như vậy mà nó. Sách này là sách có màu lặp nhá. Ai chưa có cái này lên luôn dùng mà sách chiếc cái chị hàng nữa. Đây như thế này người ta bán trên với nhà nguyên to ra. Nếu như thế này người ta bán trên một set này người ta bán như vậy 170 mấy nghìn. Đây mà nhiều chị cứ đòi free ship đấy. Chị em mình không để cái giá ngang người ta nó free ship là nó sướng lỗ tai thôi. Không để ý là giá người ta bán bao nhiêu. Cái này còn máy set. Hà Trinh có rồi. Alo. Văn Trần, em đang like. Chị bên Việt Theo rồi chị thao tác một phần cho em. Trừ cái quần nó ra giùm em. Nhưng mà cứ xếp xuống cứ ướm ướm mà không vừa đã lấy lại nó rất là mất công chị ơi. Thao tác một phần cho em đi chị. Hàng nhà em không cho khách thử nha. Thao tác một phần cho em đi. Thì cái chị cứ ái thao tác một phần rồi em sẽ cốt. Bao nhiêu tiền báo qua luôn giùm em đi. Rồi ok. Mua mấy con quần rẻ hơn nữa cả nửa giá thị trường cứ làm nhà mình. Chị thấy bên mình dễ quá rồi làm quá. Ok chị Thanh Trung. Cho chị Quỳnh Hương có chưa? Rồi. Mã này Quỳnh còn được ít được một cọc thôi đúng không? Mã này coi ở bao nhiêu set? 5 set rồi. Cái này có đúng 5 set thôi. Hàng này trẻ mình đi mua lại ra 45.000 một con. Hàng này là hàng gen bụng và dạng năng mông ấy. Thôi năng mông ấy dẻ mình. Đây phía sau của nó này. Xếp 5 cái thì tuy vô. Cái này dạng năng mông với trẻ mình ơi. Xếp mông nhá. Gen bụng nhá. Lên luôn dụng mã này là quần gen. Mã này cũng đi luôn trẻ mình là 125.000 một set 10 con. Bao rẻ Nguyên có mấy set rồi. Còn có đúng 5 set thôi. Đúng 5 set cái mã này. Cái này chị em mình mang. Cái này mang váy vô tư. Nguyên đây luôn chị em mình 125.000. Là mua chỉ có 12.500 một con. Đấy. Cái này bình thường như cái chiếc gen kia thì cái gen nó cao quá. Nhiều khi là chị em mình kêu mang làm ăn quần nó. Nó lòi cái lưng quần ra. Lưng quần chiếc ra. Cái này lưng của nó vừa. Không quá cao nhé. Được chưa? Cái này chị Huệ Nguyễn 20. Cái này có 50 thôi, 5 set thôi. Đây còn 3 set 125.000 trẻ mình cứ nghĩ cái này người ta đang bán lẻ là 45.000 một con. Trẻ mình tách 5 là 70.000. Trẻ mình cái này trẻ mình tách 5 là 70.000. Được chưa? Tách 5 là 70. Đấy chốt mã này lên cho mã này là mã mà mua hẳn luôn. Thấy chị Huyền Nguyễn rồi chưa? Được chưa? Cái này tách 5 là 70. Cái này không có hàng nữa vậy mà nó. Vì cái này thật sự mã này cũng không up lên trang cá nhân luôn. Gần như là hết hàng luôn rồi. Nhá chị nào lấy cái này lên cho mã chip ghê. Đợt này cũng chạy lên tre vậy em mình nè. Quần chip nè, áo ngực nè, áo bra nè, tắc nè. Nam nữ bao rẻ luôn. 5 cái thì xin chị Nguyễn. 5 cái là 70k như gì. 5 cái là 70 nhá. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên cho mã 5 hoặc là mã 10. 10 là 125. Dạ alo. Mà xin 5 cái. Alo. Dạ. Dạ. Chị thấy kinh doanh hả? Dạ. Tiếng được. Chuyển khoản được không? Qua đây à? Phải đây à? Qua đầu tuần được không anh ơi? Chứ không có người ở nhà. Qua đầu tuần được không? Gan bụng nhiều nhá. Bà ra còn ít. Rồi ok thôi ngưng like nha chị em mình ơi. Ngưng like nhá. Ngưng like nha. Hàng trẻ mình tối nhá.
ghê, nó đẹp đó chị Mỹ Hành Hồ, mà rẻ. Nó thật sự tính ra 12.500, nó quá rẻ luôn chị em mình. Cái nó người ta bán lẻ ra là 45.000 con, 45.000 con thôi, người ta bán lại gấp đôi luôn đấy. Chị nào lấy cái nó thì lên luôn cho mã gen, còn được máy sách nữa là hết. Xong ngưng like chị em mình, thì chị em mình lấy túi, hàng lấy túi vẫn chưa sale được cái đóng hàng lẻ. Rồi bye bye chị em mình luôn nha, bye bye nha. Huyền Huyền coi ở trên nó là quần đuổi, nó đuổi ngố hay đuổi dài. Bà ra lên từ đầu like rồi, cái này trên kia luôn, đuổi ngố hay đuổi dài, tối sọn ra xe mất luôn. Bà ra em lên rồi, lên từ đầu like rồi. Năm cái ren cho chị Yến Nguyễn, năm ren chị Yến Nguyễn. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha, bye bye. Ngố à? Ờ, tối thả xuống xe đi, xe rồi lái hết đi. Một set cho chị Mỹ Hạnh Hồ chắc là hết rồi. Set cho Mỹ Hạnh Hồ 5 cho Yến Nguyễn là hết. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nha, bye bye. Phun trắng nào chị ơi?